Không có gì ta, nãy chị đốt gì mà nhang mũi á, coi chị đốt. Tại sao lại đốt nhang mũi? Hay phải chấm một ruồi nữa. Chấm một ruồi à? Chấm mình trái hay chấm mình phải? Lấy vuốt lòng thì chấm về chó. Trời ơi, giống bộ giống giống hội đồng không không? Phải nghe một ruồi thôi. Mới đi qua nhà tá Điền gom gom lúa về nè. Lên chưa? Rồi lên. Má mà có khi nào tao xin lộn thời không mày? Má 2 hay má 3 lên. Trời trời mày đùa nữa này, tao là phải má 2 rồi đó. Bà cả. À, chắc không có bà nhì đó, xé xét ra làm ba luôn. Bà cả. Thiệt 8:30 chào mọi người, tôi thành thật phê phán anh Trung nha, ăn nhậu không mua bình nha. Hồi qua anh Phước cũng cũng nhậu luôn dạ hả, qua anh Phước ơi chị về chị Quỳnh kia nhắn tin vô vô đang nhậu, nó vô mua nồi nhôm nè, anh đang nhậu rồi, em chào anh Trung Sơn nha, chào mọi người. Nếu vậy nó chạy về tim mà vô. Mọi người ơi, bữa nay đồ đẹp dữ lắm. Các bạn chia sẻ bài giùm mình đi. Mọi người chia sẻ bài giùm em Ngân nha. Đây nè, cute chưa? Có bộ mini nè mọi người thấy không? À, đợi em chia sẻ bài xong cái em lên cái bộ này cho mọi người nha. Đáng lẽ là like sớm rồi, không có trễ đâu mọi người, biết sao không? Đi qua nhà mấy người tá Điền gom lúa, gom hộ gì? Họ giống lên diễn hài quá. À, chào, xin chào bà hội đồng nha. À, rồi em chào, chào mọi người, chào vé máy bay Bắc Nam nha. Chứ sao trời, tôi quen dữ dữ không đó. Đây. Hồi nãy lười quá không cởi cái áo mà ở trong ra nó hơi dày áo. Đẹp không mọi người, thấy bữa nay xinh đẹp không? Đây, lên bộ này quá là xinh luôn. Dạ con chào chú Đông. Đây quá là xinh luôn, mini size nha. Nó có 1 cái ly, 2 cái ly, 3 cái ly, 4 cái ly, 5 cái ly. Đây em Ngân lên mã nha. Dễ thương lắm luôn á, lâu lắm rồi mới có lại. Rồi bộ này trưng bày mọi người ha. À, em này em Ngân bán, bộ này em Ngân bán cho mọi người là 150 à. À chị ơi, ship Đà Nẵng thì bao nhiêu tiền ship ạ? À? À em chào Hà Chi nha. Đồng Nai nó... Đà Nẵng ta. Cái gì Đồng Nai vậy? Đà Nẵng nè, Đồng Nai 150 vô cô Thủy. À, em nói với mọi người nè, nó tùy theo đơn hàng mình nhiều hay là ít nè, rồi gần hay xa nữa. Rẻ thôi mọi người, không có mắc đâu, vài chục ngàn à, không có nhiều đâu mọi người. Mọi người cứ mua hàng thoải mái đi. Nếu mà đơn trên 1 triệu thì em Ngân lại tiếp tục hỗ trợ mình 50% nữa, cho nên là càng mua càng rẻ đúng không? À, Đà Nẵng không có nhiều đâu chị, mấy chục à. Mấy chục là mua lẻ nghe, đừng nói mua sỉ, mấy chục chết luôn á. Đây, em lên con này quá là xinh đẹp, mới tinh luôn, một cái chảo cuộn trứng đầu lai đẹp. Con này Ngân bán cái nha mọi người, bán 120, đẹp lắm. Mã là 120, lòng như mới luôn. Mã là 120. À, hôm nay lên trễ mừng quá cỡ luôn bé. Dạ cô. Cô thích cái đó hả? Hồi lâu rồi mới có lại á, chắc là cả năm rồi á. Đây, em Ngân lên cái bình Themos thiệt đẹp. Nắp bật bên trong nữa nha. Cái này nó dính. Đây, cái bình này em Ngân cân cho mọi người là 113, mã là 113. Đẹp nha mọi người, 113.000. Cả nhà nhớ chia sẻ bài giùm em nha. Hôm nay em cúp lay bà hội đồng đó mọi người. Mỗi ngày đi live stream đều là một vai diễn. Cái này xịn dữ trời. Rồi. Thanh em. Ủa là gì vậy? Trời. Bấm vô cái live stream cũ hèn chi, nó mới vô có vụ gì mà ông Trung Kiên Giang ông thanh em. Thấy hai tô vậy, chị thấy có hai tô nhôm vàng còn không em? Còn nha chị. Và dịu nay rước cô gái Nhật ở đâu vậy? Dạ chú Nam, con chào chú Nam. Đây em Ngân lên thêm cho mình nha. Một cái chảo pháp cả nhà, chảo pháp. Vỏ inox thước đâu? Thước đâu? Không thấy. Thấy rồi. Đây chảo pháp nha mọi người, bé này là size 27 bắt được từ luôn. Con này em Ngân cân cho mình là 223.000. Đây mọi người, mã là 223 giùm em, 223.000. đây thao nhơ mà nãy chị nào hỏi em nè, cái này mới đúng không, 45 đúng không, 45.000 thao mới luôn ạ. À, mã 45 đây mọi người thấy không, hàng mới chưa xài, mã là 45 giùm em nha. Bé này là size
26 nè, sâu lòng là 11, 45 ngàn cái thao nhôm mới. Còn cái này, cái này là 70 nha, cái này lớn hơn tí nè. Đây em Ngân đo cho mọi người, con này là size 32 và sâu lòng là 13. Đây 70 ạ, 70 ngàn mã 70 giùm em. Cái 90 còn không? Hết rồi hả? Rồi giờ em Ngân chỉ còn 45 và 70 thôi nha mọi người. Thao nhôm mới luôn nè, hàng Thanh Lý siêu thị nha. Rồi cả nhà yêu cần cái gì thì comment em Ngân lấy cho mình nha. Hôm nay cái gì cũng có. Bữa anh Việt Anh có đang xem không ta? Anh Việt Anh có cái kẹp chảo của anh Việt Anh rồi nè. Anh Việt Anh dặn cái kẹp chảo Tifan nè, để cho anh Việt Anh đi. Đây em lên thêm con này, con này là 2 lít nha, ruột mới tinh luôn. À, cho em mấy cái thép mới đi, mấy cái thép đẹp đâu. Con này là 199.000, mã là 199 nha cả nhà. 199.000, mã là 199 à. Đẹp quá trời trời luôn mọi người. Hàng mới về, nhìn xuất sắc chưa? 199.000, mã là 199. Rồi em còn một cái kẹp chảo nữa nha, 200.000. Kẹp chảo đa năng 200 để dành kẹp mấy cái mà không quay á mọi người. Rồi đây em Ngân lên con này thép trắng nha. Có từ 199 chốt cho anh Trung. Con này là size 20 nha, sâu lòng là 7, thép trắng mọi người. Vệ sinh rồi. Em này là 100, em này em Ngân bán cho mọi người là 123.000 đã vệ sinh nha. 123, mã là 123. 199 em chốt cho anh Trung à. Tưởng đi nhậu nữa rồi chứ. Đây em Ngân lên con này, con này là 1 lít nha. Bé này là 146 cho mấy cái bình thể thao đi. Mã là 146, 146.000. Đây con này là 1 lít nha. Mã là 146 giùm em. Cả nhà yêu cần cái gì thì comment em Ngân lên cho mình nè. Đây bình nắp bật thể thao. Con này là 2 lít luôn nha mọi người. Hôm qua quéo trời, hôm qua đồ đẹp quá trời luôn, em kêu anh quá trời không thấy anh đâu. Rồi cái bình thể thao này là 220, mã là 220 ạ. Mã là 220, 220 giùm em con này. Mã là 220, bình thể thao nha anh chị. Mã là 220 giùm em. Rồi em Ngân lên thêm, đây chảo thép. Con này là size 20 và sâu lòng là 4. Em chảo thép này là 135.000, mã là 135, đã vệ sinh kỹ nha. 135.000 ạ, mã là 135 giùm em. 135.000. Rồi lên nhẹ con này, một cái quánh hai đáy rất là dày luôn. Có từ nha mọi người. Con này là size 20 và sâu lòng là 9 nè. Đây con này em Ngân cân cho mình là 273, mã là 273 giùm em. 273.000 ạ, mã là 273. Rồi cả nhà có thấy em không vợ, sao tự nhiên im re vậy? Đây cái này mới tinh luôn và nó được hai ngăn luôn nha. Cái này em Ngân bán cái mọi người, hàng xịn chống dính. Rồi con này em Ngân cân cho mình là 151, mã là 151, đẹp quá chừng trời. 151.000, mã là 151 nha. Mã là 151. Đây lên con chảo lòng rất đẹp nha mọi người, đích bằng luôn, màu xám lông chuột. Bé này là size 27 và sâu lòng là 6. Con này là, con này em Ngân cân cho mình là 147, mã là 147. Mã là 147 giùm em. 147.000 chảo đẹp ạ. Lên bình 1 lít giùm mình đi. Đây em lên một cái bình mặc quần đẹp Joji Rusi. Cái này em bán cái nha mọi người. Con này là 150, mã là 150 giùm em. 150.000. Đó đẹp ghê chưa. Mã là 150 ạ. Mã là 150. Rồi em có một lon cà phê nhỏ nè. Đây bé này là 150, chốt đi bạn. 150 chốt cho cô Thủy. Rồi con này là 40.000 một cái lon cà phê nhỏ, mã là 40 giùm em nha. Mã là 40, một lon cà phê nhỏ. Rồi em Ngân lên thêm con này, chảo chiên trứng. Ôi không, xin lỗi, chảo chiên cá. Bé này là size 34 nha. Hình như là bắt được từ luôn á. Đây bắt được từ. Rồi con này là 201, mã là 201. Mã là 201. Dạ đúng rồi cân ký ạ. 40 con của Minh Kim nha. Lên mấy cái lon cà phê đẹp đẹp giùm em. Đây có lon này đẹp nữa nè, có cảng đá luôn. Con này màu xanh 49.000, mã 49. Mã 49 giùm em. Cả nhà yêu cần cái gì thì comment em Ngân lên liền nha. Đồ đẹp hôm nay nhiều lắm. Bé này màu đỏ đô mọi người, 52.000, đẹp ghê chưa. Mã là 52. Mã là 52 ạ. Rồi em Ngân lên một cái bình nước nai nha mọi người. Đây bình nai 1 lít. Rồi em này là 100.000, mã 100. Mã 100 ạ. Dạ 52 cho Minh Kim. 220 một ký nha anh, 220 một ký ạ.
à, lại thua cô Trần Thủy. Rồi bé này là 46.000, mã 46. Cho chị Rổ Ngân ơi, hôm nay nhắn em chốt lại lấy cho chị nồi nhôm hoa là sao? Là sao không hiểu? 100 của chị Thanh Ta. Lấy lên rổ inox giùm mình đi mấy bạn. Là sao em không hiểu lắm chị Lương Vũ. Đây cái con này 1 lít nè, 84.000 Goji Goji mã 84. Mã 84 cho Minh Kim. 46 của Minh Kim. Em lên lon cà phê nhỏ mọi người. Bé này là 54.000, mã 54. Mã 54 giùm em, 54.000. Lên mấy cái thao inox còn lại giùm mình đi. Thao rổ inox quá hết. 84 cho cây lụ. 84 cho cây lụ. Chào mọi người, lâu quá không gặp. Rồi, bé này là 88.000 1 lít nha. Hiệu Tiger. Đẹp quá trời luôn nè mọi người. Mã là 88. Đây em Ngân còn ít thao rổ inox lên hết luôn ha. Như đây nữa hết rồi đúng không? Đây em còn một tẹo nữa là hết rồi mọi người. Giờ bán combo đi ha. Combo có thao có rổ đi ha. Hay sao đây? Hả? Còn thao thôi hả? Cái này là thao không hả? Rồi hai cái thao này, hai cái thao này em Ngân bán cho mọi người là 82.000, mã 82, hai cái, mã 82 giùm em luôn. Mã 82. Rồi đây, một cặp thao. Chị lấy rổ mà em lấy nồi nên chị chưa chuyển khoản. À, cái này là size 28 nha, một cặp thao size 28 nè. 82 cặp này em Ngân bán cho mọi người 148.000 cặp này. 148 mới đẹp luôn ạ. À, chị lấy rổ đúng không? Đây rổ của mình nè. Rồi em này là size 33 nha. Con này là 103 giùm em, 103 mã là 103 cho chị cái chậu to. Ok la, đợi em cái. Rồi con này size 30 nè. Con này em Ngân bán mọi người là 75.000, mã 75, mã 75. Mã 75. Hàng mới đúng rồi, hàng mới đẹp luôn nè. Đây con này là size 33 nha. Bé này là 88.000, mã 88. 103 cho Thủy Trần ạ. À. 103 cho Thủy Trần rồi, cảm ơn cả nhà nha. Đây cái mã này có 3 cái nè, mã này có 3 cái nha. Mã này là size 28. Ủa? Size 38 mọi người. Em này là 115.000 một cái, em Ngân có 3 cái. 115.000 một cái, có 3 cái nha, bự luôn á. 115.000, mã là 115, em Ngân có 3 cái, em Ngân có 3 cái. Rồi, 115 chốt được cho 3 người nha. 215 là cái gì? Lộn rồi. Rổ mà như lưới lọc hôm qua hết rồi phải. 115 cho Thu Hân ơi. Đây, con này là size 40 luôn nè mọi người, size 40. Còn mấy cái nữa là hết rồi mọi người ơi. Bé này là 130.000, 130.000. Một cái nè, 130. Hai cái. 130 được hai cái nè. Rồi, cái này khác. 130. Dạ chế em đi, em lên hơi trễ xíu. Đây con này là size 41 nha mọi người. 130 cho Thanh Hải. Con này là 138.000, 138 mã là 138. 130 em chốt cho anh Thanh Hải nè, rổ bây giờ còn mấy mẫu này nữa là hết rồi mọi người, còn mấy mẫu này nữa hết rồi. Đây rổ cái này là size 35 nè. 138 cho Hồng Bùi. Con này là 120.000, mã là 120 giùm em, mã là 120. 138 của anh Hùng Bùi ạ. 130 cho Nhật Minh. 130 của Nhật Minh. Rồi bé này là size 34 nha mọi người, lỗ ở dưới nha. Size 34. Con này là 95.000, mã 95 giùm em, mã là 95. Thúy anh Thúy. Đây con này là size 34 và sâu lòng là 10 nha. Con này là kịp chưa? 138 cho Nhật Minh. Rồi. Kịp chưa? Rồi con này là 95.000 ạ, mã 95 giùm em, mã 95. 95 cho Văn Chương. 95 em chốt cho Văn Chương nha. À cô Văn Chương ngày mai chốt đơn rồi chuyển khoản giùm con luôn nha. À có cây inox 1. Có bình inox chứ. Đúng không? Rồi con này là size 2 size 37. 95 Thủy Trần. Em này là 115.000, 115.000 giùm em, mã là 115. Trời ơi, ngọt phải trời. Chào Thúy, giọng ngọt hả? Thúy hai lửa, ở đây tụi em gọi là Thúy hai lửa. Rồi, cái này là size 38 nè. Con này là 115 luôn ạ, 115, mã là 115. Mã là 115. Hết rồi, hết rồi. Mệt quá, đổi món đi tao mệt quá. Cái này là size 40 nha. Có rổ lớn nữa hả? Con này là 132. 132 có 3 cái, 132 Ngân có 3 cái nha.
132.000 có 3 cái đổi món thì mẹ ơi tao mệt lắm mẹ ơi. Bán món gì mệt mỏi quá. 115 cho Lê Hùng. 115 em chốt cho anh Lê Hùng. Đây em lên thêm cái bình 1 lít nha, hiệu Joji Rusi nha, quá đẹp. Rồi con này em ngon cân cho mình là 132 cho Lê Hùng. 138 mã là 138. Rồi cả nhà ai là khách mới thì nhớ cho em ngon số điện thoại nha. À, bên em là chuyển khoản ngân hàng đơn tới 1 triệu hỗ trợ 50% tiền ship. Kệ ta. 132 cho Thủy Trần. 132 cho chị Thủy Trần à. 138 chú kìa. 138 cho cây lựu. 138 cây lựu hết chưa? Con này là size, con này size 24 và sâu lồng là 8 nha. Hôm nay có gan, có thép, hôm nay có thép. Cái lỗ nhiều rồi lên đi, chị thích lỗ nhiều lên lại cái đống thao cho hết đi. Con này là 234.000 à. 234 bằng nhôm đúc nha, mã là 234. Dạ có gì ngày mai nhân viên chụp cho mình coi nha chị, đã dẹp rồi ạ. Đây, 5 cái phải không? Mã này có 5 cái nè, hết chưa? Còn mấy món nữa hết rồi. Đây, con này size 45, có 5 cái. Rồi size 45 này là 160 mọi người. 160 có 5 cái nha. 160 em ngon có 5 cái ạ. À. 160 em ngon có 5 cái cả nha. Rồi qua đi ai bấm thì bấm. Đây cho mình lên luôn, mình tua qua một lần cho nó nhanh bạn. Rồi, con này là size 48 nè. Bé này là 190 nha mọi người, nó bự nha, 190, mã là 190, nó tùy theo mọi người cần xài to nhỏ thôi. 190 nha, cái này bự. Rồi còn hai cái đúng không? 260 nè, cái mẫu lớn nhất của em và cái lưới này là lưới khích nha. Size 51. Ủa vậy hả? Chưa nhất luôn hả? Mới nhì thôi hả? Cái này là 260 nè, còn một cái 300. Cái này là rổ nha. Đây, cái này là 300 nha anh chị, 300 nè. Đó, siêu to khổng lồ nha. Cái 300 này là nó 55, nó 55 ha. Rồi ok chưa? Đó là lên hết chương trình rổ rồi đó nha mọi người, đổi món đi. Đây Ngân lên món mới nha mọi người. Thiệt tình luôn á, chứ sao mà đưa mấy đồ đẹp vậy cha. Đây Ngân lên con này. Dẹp cái này đi. Con này là size 23 và sâu lồng là 10 mọi người, còn tem luôn nè. Đây, còn tem luôn nha. Rồi cái này em Ngân rồi mất rồi. Con nhỏ này. Rồi cái này có từ nha. Con này là 281, mã là 281. Mã là 281, rổ mà đít không có lỗ sao ráo nước. Trời trời trời, sao em biết trời. Ủa tính ra là nhà sản xuất nó sản xuất sao thì em bán vậy thôi. Ơi là trời, làm như em sản xuất vậy hỏi tức ghê. Để mai em kêu anh Hương bắn cho mấy cái lỗ nữa. Đây em lên con này. Con này là size 34 nha mọi người, chảo chiên cá nè, bắt được từ luôn, có rảnh nha. Rồi em này có chống dính 210, mã là 210, mã là 210, 210 ạ, mã là 210 dùm em. Thiệt nhiều khi buồn không muốn nói luôn á, thì hỏi sao cái rổ không có lỗ. Đây lên con này, à một cái chảo size 40, anh Việt Anh có xem không vậy? Chảo size 40 và sâu lòng là 12, đây, yeah. Bếp ga mọi người, bếp ga nha, bếp ga. Rồi con này là 225.000 ạ, 225. Chảo xài bếp ga nha mọi người, chảo bự lắm nha. Anh đang tính đăng ký vô làm cho mày kìa. Dạ sắp đuổi đi vậy. 225 mã là 225. Trời ơi có gì đâu, nói anh Việt Anh qua đây nhà em có gì ngoài gái hết trơn á. Đây em lên con này một cái bình thêm mốt nha. À con này là 59.000, mã 59, mã 59 giùm em. 225. 225 chốt cho Thủy Trần. 225 em chốt cho chị Thủy Trần. Chị Thủy Trần có phải là cô Trần Thủy không? Khác nhau ạ. Rồi em lên một cái nồi xình xò dày dặn. Bé này là size 22 và sâu lồng là 9. 59 cho Vũ Dung Vũ. Bếp ga nha mọi người, 59 em chốt cho Vũ Dung Vũ ạ. Rồi con này là 286, mã là 286, lên bình nhỏ đẹp đi. Mã là 286 giùm em. Bếp ga nha mọi người. À, có cái giống vị xài từ á. Không có chị. Không có. Có sao em lên vậy. Đây con này là 43.000, mã 43 cả nhà. Mã 43. Toàn nghe 2-3 lửa sao dám qua. Trời ơi thì có kinh nghiệm chứ có gì đâu anh sao vậy. Rồi là chị đã không chốt đó. Đây em lên con này 2 lít thể thao nha mọi người. Con này là 199, mã là 199. Mấy nhỏ về anh phải dạy cái này cái kia. Còn đây người ta vỗ mông là người ta đổi kiểu rồi, muốn gì nữa cha. Rồi em lên tiếp nè, một cái chảo lồng trắng đẹp nha. Cái này là size 26 và sâu lồng là 7, chắc có từ nè. Chắc phải sắm máy khoan.
về khoan rổ quá. Con này là 167, mã là 167, có từ mọi người 167. Trời ơi sao mà. Dạ rồi ok, không sao chị. Em hơi buồn chị chút thôi, không sao hết trơn á. Cho chị cái chảo vuông hay chữ nhật loại nhỏ chiên trứng đi, ok nha. Đây con này 2 lít 197 ngàn, mã là 197 dùm em. Mã là 197, 197. Bà Ngân hôm nay lầy nha. Gì nó nói hôm nào không lầy kìa chị. Đây con này chảo chiên trứng nè đúng không. À, Thanh Hải 72 ngàn Hải ơi. Đây nè 72 ngàn, mã 72 dùm em. Đây em Ngân lên một cái nồi nhôm đẹp mọi người, nhôm mới nha. Đây cái nắp còn chưa gắn nữa nè mọi người. Rồi biết rồi. Con này là size 24 và sâu lòng là 10, sâu lòng là 8 nha. Em này em Ngân bán 130, mới chưa xài chưa gắn núm luôn nè. 72 cho tạm ai. 100 mấy bên mẹ rồi, 130, mã là 130. 72 em chốt cho chị tạm ai. 72 em chốt cho chị tạm ai. À, có chảo giống vậy dùng từ cho chị một cái. 72 có bị xước chống dính không em? Có chị. Mà có chủ khác luôn rồi. Chị ơi, em nói nghe nè, 130 cho Cẩm Châu giùm mình đi. À, em nói mọi người nghe, cái này là đồ si mọi người. Cái nào cũng có trầy có mốp hết, đâu phải mọi người mua đồ mới đâu mà mọi người hỏi em là có trầy không. Trầy là cái chuyện chắc chắn rồi mọi người. 130, mã là 130. Nó tầm 8 mấy, 9 mấy phần trăm mình chấp nhận được mọi người. Đây em lên con này nha, tại vì khi mà hàng về là em đã lọc bỏ những cái xấu rồi, mọi người yên tâm. Những cái em đưa lên đây là những cái em coi được rồi đó. Rồi con này là 210, mã là 210, lên mấy cái bình nhỏ đi nhiều khách thích. 210 giùm em, mã là 210, 210. Mã là 210. Quỳnh Như Trần 130 nữa kìa, cho Quỳnh Như Trần cái đi. Đây mấy Ngân lên mấy cái bình 1 lít cho mọi người nha. Bình 1 lít hôm nay dễ thương quá trời luôn nè. Đây con này, con này là 67, mã 67 full hồng. Coi cái thân nó nè, đẹp tím. Chưa? Tím. Gì? Tím. Tao thích hồng. 67 tím nữa. Mệt ghê á. Tưởng nó tranh luận với mình cái vụ gì. Đây em lên con này nè, 1 lít nha. Bé này em Ngân cân cho mình là 78, mã 78. 130 cho chị Như Quỳnh nè, Như Quỳnh, Quỳnh Như nè. 67 cho Hoàng Hải. 67 cho Hoàng Hải ạ. 67 cho Hoàng Hải. Đây cái lon này. Trời ơi đẹp quá trời, còn có cảng đá nữa. 55.000 mã 55. Mã 55. Lên chảo size to. 78 cho anh Nguyên Đào. 78 cho anh Nguyên Đào rồi. Cảm ơn anh Nguyên Đào nha. 130 là nhôm đúng rồi, nồi nhôm mới ạ. À? Cải chủ mai trừ lương. Rổ hao còn không em? Kẻ muộn màng đến trước nữa, chị Hương hoài luôn á. Coi coi còn rổ hao gì lên. Em kêu chị Hương quá trời luôn. Đây em lên con này 2 lít nè. Bé này là 225.000, mã là 225. Cái giọng này hôm qua với bữa nay, bởi vì bữa nay nghe cái giọng nó hơi lạc lạc rồi đó. Lên à, chị còn rổ hay còn hao vậy chị Hương ơi? Có thép, có chảo thép trắng không? Có, mới vệ sinh. Lên mấy chảo thép trắng. Hồi chiều tôi bắt mấy ông này chà xanh mặt mày luôn. Giờ chị mới vô, trời chị nói chị em tốt lai nãy giờ, giờ mới vô. Cái này là size 29, bắt được từ màu hồng nha. Bé này là 164, mã là 164 cả nhà. 164 ngàn. À, còn mấy cái rổ với thao chị lấy lớn hay nhỏ, bao nhiêu cái em biết nè. Cho chị thao lớn đi, chị lấy thao lớn á. Cái em cầm đó, cái dưới đó. Đây lấy một cái thao lớn với một cái rổ lớn nha chị. Nha. Cái này là 130, còn cái dưới là 132. Đây mới tinh luôn, một cái thao với một cái rổ nha. Rồi ok thì ok em biết nha. Ok. Đây thép trắng nè, con này là size 20. Đây trắng cỡ này mọi người. Em chà không mòn cái máy luôn à. Rồi bé này là, bé này em Ngân bán cho mọi người là 132 ngàn. 132, mã là 132. Đẹp và mới luôn nha. Đó. Hồi chiều giờ em bắt tụi nó vệ sinh đó mọi người. Từ nay mọi người mua đồ thép nhà em về là chỉ xài thôi. Mới nhập về cái máy tỷ mấy. 132 cho Lê Lộc. 132 cho Lê Lộc. Cái thằng tiểu ngu hồi chiều nó chà ra đứt mẹ cái mua tư. Mới vừa chà có 10 cái chảo đứt cái mua tư hết 800 ngàn thôi nghỉ mẹ. 88 ngàn, mã 88 mọi người. Mã 88 ạ, 88 ngàn. Rồi em lên một cái nồi chống dính cho mọi người nha. Con này là size 20 và sâu lòng là 9 ạ. À. Có từ nồi Mỹ, nồi Mỹ, nồi Mỹ. 88 cho Thanh Hải. 88 cho Thanh Hải. Chảo thép có chống dính không em? Em thấy nếu mà mình tôi ở nhiệt độ cao rồi mình bôi dầu rồi đúng các bước là chống dính được nha. Rồi con này cái nồi Mỹ 328 ngàn, 328 mã là 328.
còn chảo thép hai quai không? Không, giờ em còn chảo thép một quai thôi, nhưng mà em chà rồi nó đẹp. Có rổ nhỏ nữa không? Có chị. Thôi, lấy cho chị mỗi thứ một cái đi. À, bình giữ nhiệt đổi hôm qua bị lỗi mã 79112 rồi, anh cứ chốt thêm đi, mấy bạn tự biết trừ lại ạ. À, cái này là size 20 và sâu lồng là 5. Cái này mới em bán cái nha mọi người, mới tin luôn. Rồi con này em Ngân bán cho mọi người là 110.000, mã là 110, coi nó đẹp nè. Mã là 110 ạ. 328 chốt cho Nguyễn Thị. 328 Nguyễn Thị, có chân mày lật cái nào lên có chân á, mày lụm cho chị đó mấy cái rổ có chân á. Kìa mày đang cầm tay đó cái con này. 110 chốt cho là cái này nè. Có chân ở này, hồi nãy là size khác, cái này là size khác, chị đó cần những cái gì nè. Đó em lật hết lên, có nhiều cái có chân em lấy hết cho chị đi. Rồi tiếp. Tiếp. Nè bỏ vô cho chị Hương đi, bỏ vô trong sọt chị Hương. 120 nha chị Hương, cái đó 120. 110 cho Lê Lộc chưa? Rồi. Đây em Ngân lên thêm cái bình nắp bật 2 lít nữa nè. Đây, tên toàn. Con này em Ngân con cho mình là 188, mã là 188 giùm em. Mã là 188. Mã là 188 ạ, 188. Hôm qua có cái rổ inox dày xịn ghê luôn mà có 60.000 à, lên cái hết sạch luôn. 188 em chốt cho anh Trung từ từ. Đây em Ngân lên một con bình mọi người. À bé này là bình tầm 1 lít nha. Đây có cái ca là cái nắp nè. Con này là 92.000 thôi, mã 92. Cho bé đi học ạ. Mã là 92 giùm em. 92.000 quá là xinh đẹp. Rồi cho mình thêm mấy cái 1 lít đồ này nọ nha. Đây em lên cho mọi người cái bình 2 lít nè. Đó, Joji Rusi đàng hoàng. Miệng rộng sâu lòng nha. 92 cho cây lựu. Con này là 213, mã là 213, mã là 213. Hết rổ nhỏ rồi. Em nói em bán hết sạch luôn mọi người không tin. Hôm qua em về quá trời em bán sạch sẽ luôn á. Đây, bây giờ nó chỉ còn rổ to thôi, để đợt sau về rổ mịn này em chừa cho chị nha. 213 cho An Phong. 213 cho An Phong. Ôi trời ơi, chút nữa đổ ra ngoài đi. Chút nữa tao đổ vô trong cái ổ điện nè. Đây em Ngân lên cho mọi người cái bình này. Sao ta bình ngộ dưới ta? À, bóp vô đây mọi người. Bóp vô đây nha. Bóp vô đây rồi sao nữa? Rồi dặn, bóp vô đây rồi dặn nha mọi người. Sao cái nào cũng còn nước vậy? Rổ inox nữa không, để anh mấy cái Mai Văn Đàm còn nha. Lên mấy cái rổ inox còn lại cho anh Mai Văn Đàm đi. Mọi người cần gì thì nói em Ngân lên cho mình nha. Lấy hai rổ lớn nữa mà nó không có chân. Rồi em này là 76, mã 76. Có cái rổ 260 với cái rổ 300 có chủ chưa? Còn cái rổ 260 với cái 300 nè chị. Đây em Ngân lên cái ly cà phê xịn nha mọi người. Cái em ly cà phê này là 87.000, mã 87 một cái ly xịn ạ. Mã là 87 giùm em. Mã là 87. Hả? Lấy cho anh Mai, đây là Mai 87 cho Nhật Minh. Đây em còn mấy cái rổ em lên lại nè, mọi người nhanh lên nha. Đây con này là size 27 nè, không có chân nha. Sa 115.000, mã là 115, 115.000 à. Rồi con này là 160.000 một cái, em Ngân còn 5 cái à. 160.000 em Ngân còn 5 cái nha. Cái bé 160 này đường kính của nó là 45, mã 45. 160.000 mã là 160 giùm em. Rồi đây con này mấy? Cái 260 thôi. Đây cái này là 300.000 một cái nha mọi người. Đây con này bự không chân à. Bé này là size 55, size 55 300.000 giùm em. 300.000 size 55 à. Đó, siêu to khổng lồ. Rồi con này là size 51 nha mọi người. Con này là 260 ạ, à. 260. Mã là 260. Rồi hết rồi đó. Hết rồi đó mọi người. Rồi em Ngân lên thêm một con bình. Bé này có mặt quần nha, nắp bật tốt. Rồi con này là 194, mã là 194 ạ. Bình có mặt quần, hiệu Thamos ạ. 194.000, mã là 194 giùm em. Mã là 194. Bình khủng long nè mọi người, cho bé trai. Đẹp chưa? Rồi cái con này như mới luôn. Con này em Ngân cân cho mình là 194 cho anh Trung. 194 anh Trung. Con này là 60.000, mã 60. Mã 60 ạ, 60.000. Rồi lên bình đi nghe. Đây con này là 1 lít nha mọi người. 1 lít hiệu Joji Rusi. 1 lít. Bé này em Ngân cân cho mình là 124, mã là 124. 60 em chốt cho Phương Nguyễn ạ. 60 em chốt cho Phương Nguyễn. Đây em có cái quánh nhôm size 18 và sâu lồng là 8 nha. Em này là 67.000, mã 67 giùm em. Mã là 67. 60 nhiều người thích quá ta. 124 có chủ chưa bạn? 124 chốt cho Nguyễn Hữu Hiến.
Rồi đây con này đẹp chưa, xịn chưa. Bé này là 55.000 trái tim mọi người. Mã 55, mã 55 đẹp quá trời luôn nè. Rồi 1, 2, 4 của anh Hữu Hiến rồi ạ. Bình 1 lít đi. Một, đây em Ngân lên thêm con bình 1 lít mọi người. Bật ghê không. Rồi con này là 100.000 chẳng. Mã 100 giùm em. 100.000 chẳng ạ. Mã là 100. Bé Ngân lên. Đây em Ngân lên cho mọi người một cái bình 2 lít nha. Sahara Tiger luôn. Đây, xịn sò chưa, bên trong mới tinh. Rồi con này là 148, mã là 148, mã là 148, mã 250 và 160. 260 chứ anh? 100 chốt cho Lương Vũ. 260 với mấy ạ? Có cái nào 160 không? Coi Thao có cái nào 160 với lại 148 của anh Trung. 148 của anh Trung ạ. 148 của anh Trung. Rồi 260 á, bấm lại giùm em đi. Cái đó là 260 chứ không phải là 250 đâu ạ. Đây em lên một cái bình nắp bật nha. Con này là nửa lít. 69.000, mã 69 giùm em. Mã 69. Mã 69 ạ. Đây bình con sư tử nắp bật tốt nha. Bé này tầm 1 lít. 65.000, mã 65. Mã 65 giùm em. Thúy đừng dán tem nhé Thanh Kiều. Nhỏ Thúy mày để chung nhắc nhở hoài vậy Thúy. Đây em lên con này 2 lít nha mọi người, thể thao nè. Cho Mai Đàm Văn. Hiểu không, là chung với 2 em 160 với 260 á. Hai cái rổ cho anh hồi nãy đó. Rồi để anh cái tem kia. Rồi con này là 187.000, mã là 187 ạ. Mã là 187, 187.000. Thể thao mọi người, mã là 187 giùm em Ngân luôn. 187. 187 cho anh Trung. Đây em lên con này size 24 và sâu lòng là 5, chảo thép 213, mã là 213. Đã trà sạch rồi nha mọi người. Đó đẹp ghê chưa. 213, mã là 213. 187 em Ngân chốt cho anh Trung nha. Đây lên nhẹ cái bình thể thao thể dục nè. Bé này mở ở đây cũng được và mở ở đây cũng được nha. Bi cúc mọi người. Rồi cái em bi cúc này là 119, mã là 119. Mã là 119 giùm em. 119.000. Rồi cả nhà yêu có cần cái gì thì nói em Ngân lên cho mình nha. Còn lại thì em cứ lên ngẫu nhiên nha mọi người. Đây em lên thêm cái con bình màu đỏ. 119 cho Nguyễn Hữu Hiến. Con này là 49.000, mã 49 mọi người. Full đỏ luôn nè. Đó, mã 49 nha. Rổ nhỏ mã bao nhiêu? Bạn đọc lại giùm mình cái rổ nhỏ mã bao nhiêu bạn. 119 có chủ rồi, để em lên thêm mấy cái bình 1 lít đâu hết rồi. Lên mấy cái bình 1 lít đi. Đây em lên con này. Hả? Mấy mã? 115 anh. Con này là 145.000, 145. Mã là 145. Chốt cho Mạnh Hòa Nguyễn. 49 em chốt cho Mạnh Hòa Nguyễn ạ. À. 49 của Mạnh Hòa Nguyễn nha. Cái rổ 115 á anh. Thố men có không em? Không, em hết trơn thố men rồi. Đây em Ngân lên set thố nha mọi người, ba cái ha. Rồi ba cái này là 1115 cho anh Mai Đàm Văn. Rồi còn mã nào anh chưa có không? 145 cho Hiền Lê Chi. 145 Hiền Lê Chi. Nguyên set này 177 ạ. 177. Em coi còn set nào anh đó chưa có không? Cái nhỏ còn nào chưa có không? 177 ạ. Mã là 177 giùm em. Có hộp lưỡng tính 500ml đựng cháo canh không? Hộp đựng cơm. 177 có cho riêng bé. 177 cho riêng bé. Rồi set này là 114 giùm em. 114 ạ. 114.000. Ý là cái ủ cháo mũi quá mấy bạn ơi. Rồi em Ngân lên con này nha. Nắp bật hiệu trên. Có nước hay gì cha sao nghe nặng này vậy. 114 cho riêng bé. 114 cho riêng bé. Rồi cái bình này đẹp nhất nách luôn. Hiệu Changer. Bé này là 160. Mã là 160 giùm em. Mã là 160. Riêng bé sau like này chốt đơn chuyển khoản giùm em luôn nghe bé ơi. Em vả quá trời rồi bé ơi. Đây em lên con này. Đây à, bé này là ủ cháo nè. Con này em Ngân cân cho mình là 150. Mã là 150. Mã là 150. Cái này em bán cái nha. 150 mã là 150. Nó chơi chứ xong đơn mọi người cứ chuyển khoản để lâu nó lạc đồ á mọi người chứ không gì. Đây em lên con Themos nè. 1 lít nha, nắp bọc tốt luôn. Rồi em này là 127, mã là 127 giùm em. Mã là 127, 127.000. Thêm chảo thép đi. Mã là 127, chảo đẹp đây nè Lê Lộc. Mới tinh luôn, mới ken luôn nè. Rồi
Con này là size 26. 150 của Minh Xuân Nguyễn ạ. Bé này em Ngân bán cho mọi người là 120, tại vì cái lồng nó rất đẹp, 120. Mã là 120. 127 có chủ chưa? Anh Hữu Hiến ạ, anh Hữu Hiến. 150 đó em test chưa? Dạ chưa. Mọi người mua hàng rồi ok chuyển khoản hết em mới bắt đầu test nha. Cho chị thố men đi hả? Trời em nãy em lên nó sao không chốt. Đây em lên thêm con này. Ai chả biết mày rảnh, ai chả biết chốt không kịp, nhớ tào lao ghê. Đây con này là 173.000, mã là 173. Mã là 173. Lên thêm chảo to giùm mình nha. Lên thêm chảo to giùm mình. Đây 173.000. Hôm nay làm tóc đẹp nè ngon, đẹp không? Đẹp không? Cảm ơn nha. Đây em lên một cái quánh thép. Con này đã vệ sinh size 23, mọi người đã chà sạch sẽ rồi đó. Rồi con này em ngân công cho mình là 135.000. Mã là 135, 135.000 ạ. Quánh thép, quánh thép. 173 chốt cho Linh Nguyễn. 173 Linh Nguyễn, con Joji Rusi 1 lít màu xanh nè, mọi người mở ở đây cũng được nha. Bé này là 86, mã 86 giùm em. Mã 86, 173 kìa. Rồi. Cho chị hỏi chị mấy cái nãy chị chốt không kịp. Còn cho chị mấy cái nãy chị chốt không kịp. Dạ rồi đây em có đây mà. 1 2 3 4 đứa luôn ha. 4 đứa. Có nồi nhôm to không mấy bạn? Có nồi nhôm to không? 4 cái này 190 ạ. 190 4 cái nha. Mã là 190 giùm em. 4 cái 190.000. Đây em lên thêm con này. Con này là size 30 và sâu lòng là 9 nha. Một cái chảo chống dính tốt nhưng mà nó xài bếp ga mọi người. Đây cốt nhôm nha, lõi nhôm. Rồi cái chảo đẹp này ngân cân cho mình là, để coi chị đã có chỗ không. Con này là 144, mã là 144 giùm em. 144.000. Rồi lên quánh lên giùm em nha. Cái gì vậy? Sao lên cái nồi nhỏ vậy? Con này là size 46 mọi người, mới tinh chưa xài. 190 cho Út bé tí. 190 cho Út bé tí nè. Rồi con này mới tinh luôn nha mọi người. Con này em ngân bán cho mọi người là 290.000. Mã là 290. Mới tinh à. Mã là 290. Đẹp quá chừng trời. Mã là 290 ạ. 290.000. Mã là 290. 144 có chủ chưa? Cái gì? Cứ chốt đi. 144 em chốt cho chị Thùy Trân ạ. 144 em chốt cho chị Thùy Trân, kịp chưa? 290 cho Mina Mina. 290 cho Mina Mina. Nó còn không? Nó còn hả? Có nhôm đúc to, có từ luộc gà không? Dạ không ạ, dạ không. Đây em lên thêm cái bình nắp bọc 1 lít nha. 88.000, mã 88 cả nhà. Em 290 có hai người chốt hả? Vậy chốt cho người thứ hai thêm cái nữa, còn cái nữa không? Rồi chốt đi. 290 chốt cho Linh Nguyễn. 290 em chốt cho Linh Nguyễn nha. Đây em lên thêm con này. Con này là 51.000, mã 51 nha. Mã 51 giùm em. Rồi em chào Khánh An nha. Em lên cái bình hot and cool mọi người, hai đầu nè. Một đầu nóng và một đầu lạnh nha. Đó, ghê chưa? Con này em ngân bán 300. 300 giùm em, mã là 300. 300.000 hai đầu. Bình hai đầu ạ, 300k. Rồi em ngân lên một nồi inox size 20 và sâu lòng là 13 nha. Em này có từ cả nha. Đây, xịn sò. Rồi cái nồi inox này dày lắm nha. Con này em ngân bán cho mọi người là 246, mã là 246. Mã là 246. Có cái thao to không em? Còn thao to không? Cho mình thao to đi. Đây em ngân lên cho mình. Chảo inox lên, chảo inox luôn các bạn. Đây con này là cái ủ trà 183, đẹp quá trời, hiệu Bicook 183.000. Mã là 183 giùm em. 183 một cái ủ trà, đẹp quá chừng trời. Đây em lên thêm một cái chảo nha. Bé này lớn lắm, size 40 luôn và sâu lòng là 12 nha. Con này là xài bếp ga mọi người, mới tinh luôn nè. 183 chốt cho Thanh Ly. 183 Thanh Ly, con này em ngân cân cho mình là 191, mã là 191 giùm em. Mã là 191, 191.000, đẹp sáng bóng nha. Chảo inox bếp ga. Cái nào bếp ga hay là bếp từ em ngân nói rõ ràng với mình luôn rồi nha mọi người. Đây em có một chảo inox size 27 và sâu lòng là 6, có từ. 191 cho Mina. 191 của Mina. Rồi con này là 221, mã là 221, bắt được từ chống dính. Mã là 221 giùm em, 221.000. Cái này bao nhiêu đây?
Rồi em Ngân lên một cái nồi nhôm đẹp mới chưa xài nha. Bé này là size 21 và sâu lòng là 10. 120.000 chưa gắn núm luôn mọi người. 221 chứ không phải 212. 221 cho Mina Mina. 221 cho Mina Mina. Có chảo sâu lòng inox bếp từ không xốp, lên chảo inox bếp từ giùm mình. Đây con này là 120.000, mới tinh chưa xài ạ. 120.000. Mã là 120 giùm em. Mã là 120, 120.000 còn tem luôn nè. Một hai mươi cho chị Kim Thoa, mới đẹp, có gì em gắn núm sau nha. 120 cho chị Kim Thoa, một cái nồi nhôm rất là đẹp. Rồi em lên bình Joji Rusi cho bé đi học nè. Đây cái nắp của nó là cái ca. 120 cho Minh Kim. Con này là 85.000, mã 85, mã 85, mã 85. 120 cho Cẩm Châu giùm mình. 120 cho chị Cẩm Châu. Lâu lâu mới có một cái đợt hàng mới đẹp nha mọi người, không phải lúc nào cũng có đâu, mình thích là mình tranh thủ lấy nha. Đưa qua đây. 120 cho Bình Yên. 85 em chốt cho Bình Yên. Đưa qua đây. Đây em Ngân lên một cái bình nắp bật nữa nè. Bé này là 42.000, mã 42. Mã 42 đây chị Cẩm Châu nè. Với ai nữa? Minh Kim, Minh Kim. Rồi ok, tiếp tục. Đây em Ngân lên thêm cho mình con này nha. Một cái bình 1 lít Joji Rusi, 42 cho Vũ Dung Vũ ạ. Bé này là 109.000, mã là 109 rồi. Cả nhà yêu nhớ cho em Ngân số điện thoại để chốt đơn nha. Bên em là chuyển khoản đi hàng. Đơn trên 1 triệu hỗ trợ 50% tiền ship nè. Đây, chảo nhôm nha, không phải inox. Con này là size 29 và sâu lòng là 10. Chưa xài luôn em bán cái ạ. Cái này chưa xài, nhưng mà nó bắt được từ nha. Bé này Ngân bán cho mọi người là 220, mã là 220, đẹp quá trời. Mã là 220. Rồi em chào mọi người mới vô nha. Con này là size 15 và size 15 và sâu lòng là 6, bếp ga. 220 cho Lê Lộc. 220 Lê Lộc. Em này em mới tin luôn mọi người, bán cho mọi người 100.000 á, mới tin. Mã 100 giùm em, cái lòng nè, mã 100 ạ, mã 100. 220 em chốt cho Lê Lộc. Đây em Ngân có một cái nồi luộc xương cho mình. Con này là size 22 và sâu lòng là 20. Nó có từ luôn nha mọi người. Nó có lòng hấp bên trong nữa nè. Rồi cái nồi inox này là, bé này là 351, mã là 351. Thêm sâu lòng từ đi. Mã là 351 giùm em. Mã là 351, 351.000. Mã là 351. Rồi cả nhà còn gì thì lên chảo sâu lòng 15-17 là cái quánh á, lên cái quánh giùm mình. Đây con này size 26 và sâu lòng tới 8 lần nha mọi người. Màu xám vân đá có từ. Con này là 170, mã là 170, đẹp quá trời luôn. 170.000, mã là 170 giùm em. Mã là 170. Nãy chị đó nói bao nhiêu? 15-17. Cái quánh nhỏ, cái này là size 22 và sâu lòng là 8 nha. Con này bắt được từ cốt nhôm. 112.000, mã là 112. Mã là 112, 112.000. Đây em lên một cái bình màu vàng. Ui, à cái nắp sơ cua thôi. Nồi men đẹp có không em? Có nồi men không mọi người? 112 em chốt cho riêng bé nè. Đây một cái bình màu vàng nha, có dây đeo này luôn. Con này là 205, mã là 205. 351 có luộc gà không em? 351 em nghĩ là luộc xương nấu súp được thôi, không có vừa con gà đâu. Tại vì nó kiểu là miệng nhỏ mà cao chứ không phải là miệng rộng. Đây size 15, sâu lòng là 7 nè, chống dính luôn nè. Con này là 60.000, mã 60, mã 60. Em không có nồi thủy tinh. Đây ai mới hỏi em nồi men đẹp ạ? À? Mới tinh luôn nè, chị gì đó ơi. Con này là size 23 và sâu lòng là 11. 60 cho Minh Kim. 60 của Minh Kim. Con này em ngân cân cho mọi người là 460, mã là 460, mới ạ. À. Mã là 460 giùm em luôn, mới tinh, chưa xài. Mã là 460. Rồi em lên thêm con này nha. Con này là size 23 và sâu lòng là 8, mới tinh luôn mọi người, rất là đẹp. Rồi con này em ngân cân cho mọi người là 135. 135, mã là 135 ạ. 135.000. 460 cho An Thùy. Size nhỏ nấu từ Ngân ơi. Rồi size nhỏ nấu từ giùm mình đi mấy bạn. 135 em chốt cho Lê Lộc. Rồi em Ngân lên thêm con này. Size 29 và sâu lòng là 6 nha, hai màu có từ. Rồi con này em Ngân cân cho cả nhà là 182, đẹp luôn hai màu. Mã là 182, lòng đẹp 182.000. Bữa nay không có anh Cường Thanh, chị mến chậm rồi. Đây con này là size 17 và sâu lòng là 5, có từ nha.
À, con chảo chiên trứng này là 80.000, mã 80. Mã 80 bắt được từ 182 cho Lê Lộc. 182 em chốt cho Lê Lộc, 182 với Ngân chốt cho Lê Lộc nha. Rồi em Ngân lên thêm chảo chiên trứng nè. Con này là size 20, đẹp nha mọi người. Con này em Ngân cân cho mình là 88.000, mã 88, mã 88. Có chảo pháp không tay cầm size 29 sâu, size 20 sâu 90 lòng nồi á. Nồi men nữa đi, chị chốt không kịp rồi, lên nồi men thêm. Có gan hai quai không? Có, một mình yếu hẳn. Cái gan à, nồi gan qua đâu? Cái này là size 20 và sâu lòng là 8 nha. Bé này em Ngân cân cho cả nhà là 100.000, 100.000 mọi người, mã 100. Mã 100 chống dính luôn nha. Nồi men nhỏ. Mã 100, gan. Gan á, gan hôm qua đâu? Ai dẹp đồ? Gan đâu? Mấy cái chảo gan hai quai đồ đâu? Đây em lên thêm một con này nữa. Con này là size 16 và sâu lòng là 7, có từ nha. Bé này là 89.000, mã 89 giùm em, lòng trắng, mã là 89 nè. Rồi ai hỏi cái lòng nồi không quay 100 cây lụ. Bé này size 17 và sâu lòng là 8, đẹp ghê chưa. Rồi con này em Ngân bán cho mọi người là, cái này bán cho mọi người 100.000, đẹp, 100.000, mã 100. 89 cho Rin bé. 89 cho Rin bé. 89 em chốt cho Rin bé nha. Đây lên nhẹ cái chảo kim cương. Con này là size 29 và sâu lòng là 9, mới tinh luôn mọi người. Đẹp đi chưa, cái này em bán cái nha. Nồi men hả, rồi đợi em cái 100 cho Rin bé mã sau. Rồi con này em Ngân bán cho mọi người là 180, rất là đẹp nha. Bếp ga 180 cái lòng nè mọi người, siêu siêu đẹp. 180 mã là 180 giùm em. Em lên con chảo pháp size 24 và sâu lòng là 5, bắt được từ 180 Lê Lộc. Rồi bé này là 140.000, mã là 140, chảo pháp ạ. Mã là 140. Đây em lên thêm con nồi men đẹp nha. Con này thì size 22 sâu lòng là 9 nha. Quá là xinh đẹp. Rồi con này là hai, con này em Ngân bán cho mọi người 280, mã là 280. Cái khác đi. Mã là 280. Sao lúc nào cũng vậy ta? 140 cho An Thùy. 140 em chốt cho An Thùy. Mấy cái kia đâu? 140 em chốt cho An Thùy ạ. Đây em lên một ít bình nước nha mọi người. Bé này có mặt quần đẹp yếu xìu. 160, mã là 160 giùm em. Mã là 160. 1280 chốt kìa. 280 chốt cho Út bé tí. 280 em chốt cho Út bé tí. Bé này là size 24 và sâu lòng là 12. Có từ nha mọi người. 160 cho anh Trung. 160 cho anh Trung. Rồi con này em Ngân bán cho mọi người là 185. 185 có từ, đẹp quá trời luôn. Mã là 185. Mã là 185 giùm em. Đây em có mấy cái nồi gan. Con này là size 29 nha Nhất Vinh. Size 29 có triện luôn nè. 185 cho Văn Chương. 185 cho Văn Chương. Bé này là 662. Mã là 662 ạ. 662.000. Đây nó như vậy nè. Mã là 662 giùm em. 662.000. Em lên thêm một cái bình nắp bọc. 662 của Văn Chương. Con này là 58, mã 58. Thêm gan giùm mình. Thêm gan giùm mình. Con này là gan nhỏ size 24 nha. Bé gan nhỏ này là 347, 347 có triện, mã là 347 giùm em. Mã là 347. Gan thêm đi anh chị ơi. Đây em Ngân lên một bình 2 lít nha. Cái đó có triện không? 662 có triện, mới nói cái chát hỏi gì nữa trời. Rồi đây em lên con này 2 lít nha. Bé này em Ngân cân cho mình là 238, mã là 238. Lên thao đi chị. Lên thao chi chị đi. Thao lên còn mấy thao lên hết đi các bạn. Có tuyển nhân viên không? Có, em đang cần nhân viên nam nè. Anh Việt Anh là đầu bếp đó. Chủ nhà hàng. Ờ, đây có chủ nhà hàng Hội An, Hội An. 238 cho Tân Quỳnh. 238 là gì ạ? Cái bình nước. Rồi con này size 30 nha. Con này em Ngân cân cho cả nhà là 723.000, ghê chưa? Có triện không ta? 723. Mã là 723. Có số 28. Mã là 723, về xuống sát con 28 luôn. À, bình hãm trà, lên cái bình hãm trà giùm. Con này size 18, con này là size 28 nè. 148.000, 148. 238 có chủ rồi đúng không? Rồi con này là size 28 nè. Cái nãy nhiêu vậy? Cái thao vừa rồi á. 148. Rồi con này là 82.000, mã 82. Anh mua chảo nhiều quá bị vợ đuổi rồi chưa biết đi đâu.
Rồi con này là size 30. Bé này em ngân cân cho cả nhà là 75.000, mã 75, mã 75. Rồi con này là size 33 nè. Con này là 88.000, mã 88, mã 88. Anh vô đây đi, Vi sẽ dạy anh chích xì ke, còn Quỳnh sẽ dạy anh đua xe. Đây em ngân lên thêm con này. Đây 2 lít luôn nha. Con này là 257 bình hãm trà. 88 chốt cho Vũ Dung Vũ. 88 em chốt cho Vũ Dung Vũ nè. 88 cho Vũ Dung Vũ. Trời ơi chị mến, mạnh lên coi chị mến. Đây lên thêm gan, đi qua bản lấy hết gan cho tôi. Con này là size 20 và sâu lồng là 5, có từ nè. Con này là anh Cường Anh bữa nay đi đâu rồi. Con này là 94.000 à, 94.000 chiên trứng nha, lồng titanium luôn, mã 94 giùm em. Có nồi, có nồi inox ti fan không quay không em, sao khó dữ vậy. Đây con này, con này là size 26 và nó để là 26 cm nè. Rồi con này là, con này là 383, mã là 383, mã là 383, 383. Không có loại hao dày của Đức, để em nhập về. Trời ơi trời, tôi bán đồ si nó ra cái gì tôi bán cái đó mà sao kỳ vậy. Giận vợ bỏ đi nhậu rồi em, thiệt chứ. Để chút em điện rầy ảnh kỳ ghê. 136, mã là 136. Thì bấm cho tao số điện thoại ông Cường Thanh coi, dám bỏ chị mến tao. Bữa ông ngày cho 30. Đây con này, con này là có dây đeo luôn nha mọi người, full inox rất là đẹp nè. Càng rửa càng bóng càng đẹp. À, ngon lành chưa. Đây chảo gan nữa nè. Bé này là size 28 nha. Con này không có triện nha mọi người, không có triện đâu. Rồi con này là 591, mã là 591 à. Mã là 591, 591.000. À, loại em vừa lên chị thấy nhẹ. Dạ không sao, cái này là size 23 và sâu lồng là 9. Thép trắng mọi người, biết sao nó trắng không. Em chà từ chiều giờ đó. Đây bé này là 162.000, mã là 162 giùm em, đẹp xuất sắc mọi người. 162 đã vệ sinh nè, thấy em ngân vệ sinh ghê chưa. 162.000 về mình chỉ bán thôi à. Đây con này, con này là size 20 và sâu lồng là, mất cái thước, sâu lồng là 5 à. Kiếm cái thước đi. Con này là có cái cục hết chứ, mất rồi. Gặp rồi, gặp rồi, gặp rồi. Xin lỗi, xin lỗi. Rồi con này là 108.000 à. Bếp ga nha mọi người, 108, mã là 108 giùm em. Đây bình, bình Joji Rusi 1 lít nha mọi người. Con này là 133, mã là 133 giùm em, 133.000. Ở đây em có cái ủ cháo à, 150, mã là 150. Mã là 150 giùm em, một cái lon cháo đẹp 150.000, mã là 150. Mã là 150, 133 của anh Trung. Đây em lên thêm cái này. Cái này là 95.000, mã 95. Mã 95 giùm em, 95.000 à. Mã là 95. Cái bình này nó dài sọc rồi mọi người, mà nó ốm nha, nó dài mà nó ốm nha. Con này là 45.000, mã 45. Giống như là cái cây gậy vậy đó. Mã 45, 45.000, 95 của anh Trung nè. Em lên thêm con bình nắp bật. Bé này là hiệu The Mode nha. Con này 1 lít 103.000, 103, mã là 103 giùm em, 103.000, hiệu The Mode ạ. 45 em chốt cho chị Yến Phạm. Đây mở ở đây cũng được, mở ở đây cũng được ha. Đây, sạch sẽ ngon lành. Bình này là 194 màu đỏ có dây lồng, 194, 103 của anh Trung ạ, 103 của anh Trung. 103 của anh Trung. Đây, bình mặc quần. Con này là The Mode 199.000, 199, mã là 199 giùm em. 199.000, 194 có chủ cho em. 194 chốt cho Hiền Lê Chi. 194 em chốt cho Hiền Lê Chi nha, một cái lon cà phê nhỏ nhỏ. Anh Trung. Con này 199 của anh Trung. Bé này là 40.000, mã 40 giùm em, mã 40 ạ. À. Mã 40. Rồi em có một con chảo gan màu nâu mọi người. Bé này có triện luôn ạ. À. Con này là size 27, size 27. 683.000 màu nâu nha mọi người, mã là 683, 683.000. 40 chốt cho Nami. 40 em chốt cho Nami. Đây em lên thêm con nồi. Bé này là size 27 và sâu lồng là 9 nè. Con này em ngân cân cho mình là 82.000, mã 82. Mã 82. 683 chốt cho Nhật Vinh. 683 em chốt cho Nhật Vinh. Đứa nào chà cái này sạch. Chợt ông nghĩ sao vậy? Đứa nào chà cái này vậy? Ông chà vô cái đầu nó cho tôi coi, chà kỳ cục vậy. Đây em lên thêm con này. 40 có chủ rồi mà mọi người.
Đây con này là 2 lít nè. Đó, sạch sẽ ngon lành. Bé này là 150, mã là 150 giùm em. Sahara Tiger 82 cho Vũ Dung Vũ. 82 em chốt cho Vũ Dung Vũ. Đây em có con này có từ. À bé này 98.000, mã 98 giùm em. Mã 98 ạ, mã 98. 150 chốt cho David Nguyễn. 150 em chốt cho David Nguyễn ạ. Cho em số điện thoại đi, bên em là chuyển khoản đi hàng. Bên em là chuyển khoản đi hàng ạ. Bé này nửa lít nha mọi người. 61.000, mã 61. Mã 61 giùm em. Mã là 61, 61.000. 98 chốt cho An Thùy. 98 em chốt cho An Thùy. Đây em có một cái nồi canh rất là dày, mọi người làm nồi lẩu cũng được nha. Có từ. Rồi con này em ngon cân cho mình là size 27 nha. Đo là size 27 và cân là 557.000, siêu dày luôn. 557, mã là 557 giùm em một cái nồi. 61 cho cây lựu. 61 em chốt cho cây lựu ạ. 61 em chốt cho cây lựu. Đây em lên thêm cái bình 1 lít. Con này là 60, mã 60 ạ. Mã 60 hình chó Snoopy nè. Mã 60 giùm em. Mấy cái bình bữa nay cute quá. Đây 60. Rồi cả nhà mua hàng nhớ cho bé Ngân số điện thoại nha. Bình Mickey mặc quần ạ. Bình Mickey mặc quần. Con bình Mickey mặc quần này là 120 nha mọi người. Mã là 120. Mã là 120 giùm em. Mickey mặc quần. Đây em lên cái quánh nhôm nắp hoa hồng mới nha mọi người. Size 19 và sâu lòng là 9. Cái này mới chưa xài luôn nè. Cái này em Ngân bán cho mọi người 120. 120 ạ, mới chưa xài. Mấy cái nhôm thì nó có hơi mớp nhẹ nha mọi người. Mặc dù là mới nhưng mà cái nào cũng có bị mớp nhẹ như vậy nè. Do vận chuyển á. 120 cho anh Trung. Chết cha, cái này. Cái này cũng 120. Sợ trùng á. Rồi mã là 120. Chị Nguyễn Thúy một cái nè. Cho em số điện thoại nha Nguyễn mọi người Thủy. À Nguyễn Thủy không nhìn rõ. Đây con này. Con này là lon cà phê. Lon cà phê nhỏ xíu xíu. Bé này là 47.000 mọi người. Mã là 47. Mã là 47 giùm em. Một lon cà phê màu trắng sang chừa. Mã là 47. Cái này. Đây em lên một con nồi nhôm size 19 và sâu lòng là 9 nè. Mới tin chưa gắn núm luôn mọi người. 47 chốt cho Nami. 47 Nami, em này là 101 nha mọi người. 101 giùm em. Mã là 110. Mã là 110. 47 em chốt cho Nami. Đây em lên thêm nhiều bình nhỏ nè. Con này là 46, mã 46 nắp bật. Mã là 46 giùm em. Rồi bé này màu đỏ nắp vặn nha. Con này là 51, mã 51. 110 của chị Nguyễn Mến ạ. 110 của chị Nguyễn Mến nè. Rồi lên thêm con này. Có cảng đá luôn. Con này là 69, mã 69. 110 lấy thêm kìa chực ơi. 110 cho Nguyễn Thủy. Nguyễn Thọ nữa. Cho em số điện thoại đi anh Thọ. Cho Nguyễn Thọ. Bên em là chuyển khoản đi hàng nha. Nhôm 46 cho Nami. 51 cho David Nguyễn. Rồi con này là size 26 nha mọi người. Có từ chống dính luôn. Đẹp lắm nha, nặng nữa mọi người, xịn lắm. Con này là 404, mã là 404. Trời ơi hôm nay đỏ nửa hén. Màu đó mới làm được. 110 là nhôm à, đủ rồi chưa? 110 trả đủ cho khách chưa? Mới chưa gắn nút luôn à. Đây còn 2 cái. Có cái nào mất nhẹ thì bỏ lỗi giùm em do vận chuyển nha, chứ chưa có cái nào xài hết đó mọi người. Hàng mới 100% hết nha. Đúng. Nếu rồi có mất nhẹ thì bỏ lỗi giùm em, cái đó em phải nói trước để khách khó quá. Đúng. Nhiều khi nói sao mà hàng mới mà nó mất vận chuyển mọi người. Tại nhôm là cơ bản là nó đã mỏng nhẹ rồi, cái chuyện mà mất xíu rồi là phải có rồi. Rồi ok chưa, còn ai lấy 110 thì comment em Ngân biết nha. Đẹp nha mọi người, lâu lâu mới có một cái đợt hàng mới nha, chứ không phải lúc nào cũng có rồi. Rồi em Ngân lên thêm cho mình một cái bình à hoạt hình nha. Josie Lucy 110 của Như Quỳnh Trần. Bé này là 66.000, mã 66. Đẹp nè mọi người, mã là 66 giùm em. Đây xịn chưa, mã là 66. 110 cho Như Quỳnh Trần. Cho mình mấy cái nồi inox xịn. Con này là size 20 và sâu lòng là 9. Có từ nè. Một cái quánh inox. Bé này là 109. 109, mã là 109. 66 em chốt cho Hà Nội quán. Rồi cảm ơn mọi người nha. Cái bình nước mọi người, cái này là cái nắp và cũng là cái ca của nó luôn. Đẹp chưa. Rồi cái bình nước nửa lít này là 71.000. Mã 71 giùm em. Mã là 71, cái nắp đẹp quá. Mã là 71 giùm em ạ. 71.000. Rồi cả nhà yêu cần gì thì comment em Ngân lên ly chia luôn nha. 71 chị An Thủy. Con này size 29 và sâu lòng là 7. An Thùy, ok. Con này là 61.000, mã 61. Quánh nhôm mọi người. Mã 61 giùm em, mã 61.
Đây Bé Ngân lên thêm con này. Cái này nó không có từ, xài bếp ga, size 18 nha, rất là dày luôn mọi người, nặng. Em này là 186 ngàn, mã là 186, mã là 186. Chảo chiên trứng cho chị Nguyễn Thủy, ok. 61 cho Nguyễn Mến. 61 cho Nguyễn Mến, lên bình giữ nhiệt nhiều đi. Rồi ok, anh David cho mình chảo chiên trứng nhỏ với bình giữ nhiệt. Đây con này là size 28 và sâu lòng là 10 nha. Có từ mọi người. Rồi con nồi inox này là 294, mã là 294, mã là 294. Còn bình xanh có ống hút chốt chị nha, em nhớ rồi mà chưa có. Đây em lên thêm con này, bình thêm nè, bình Thomas mọi người. Con này tầm 1 lít, 65 ngàn, mã 65, mã 65 ạ. Rồi chào mọi người, chào mọi người, 294 nha. Chốt cho Nguyễn Mới. 294 lấy nồi inox dày thêm giùm mình. Rồi con này là 61, mã 61, nắp bật, mã 61. Dạ em chào Phan Hồng nha. Đây con này là size 27 ạ, size 27, lồng đẹp, có từ màu trắng nha. Con này là 138, mã là 138 giùm em. Mã là 138, 138 ngàn. Mã là 138. Rồi bình màu xanh nửa lít mọi người, hiệu Themos. Con này nó chỉ có 47 ngàn thôi, mã là 47. 138. 138 chốt cho Lê Lộc. 138 cho Lê Lộc, ước gì được cái bình mặt đầm, lên cái bình mặt đầm nha mọi người. Em được cái thích thực hiện điều ước của người khác. Con này size 21 chiên trứng nè, có từ 111 ngàn, 3 số 1 giùm em. 111 ngàn ạ, mã là 1111. Rồi bé lên thêm con này màu xanh đẹp chưa. Bé này nó có 50 ngàn thôi, mã 50. Cho mình mấy cái bình 1 lít nha mấy bạn. Lao hoài cái đi nè. 47 cho các tường, 47 cho các tường. Đây bé lên con này hiệu Themos màu xám nè, bình mặt quần chanh trung đi, 88 ngàn, mã 88. 3 số 1 cho chị Nguyễn Thủy. Lên mấy cái mâm trà giùm mình đi bạn. Đây anh Trung, bình mặt quần nè anh Trung. Bé này là 186 ngàn, 186, mã là 186 ạ. 50 cho Như Quỳnh Trần. 50 cho Như Quỳnh Trần lên. 88 cho anh Trung. 88 của anh Trung ạ, 186 của anh Trung luôn. 186 của anh Trung luôn. Đây em Ngân lên cái bình chó Snoopy cho bé nha. Con này nửa lít. 186 có chủ rồi mà. Con này là 57 ngàn, mã 57. Có bình trà nào cổ không em? Dạ không ạ. Em bán bình trà cũng gần đây thôi à. Rồi em lên một cái khay trà mọi người. Đây nó cái khay nhỏ bán hết hả? Hết luôn hả? Bán gì mà hết hoài vậy trời. Đây em lên con này. Con này là size 30 mọi người. Giống như là mình uống nước xong rồi mình ấp vô cho nó ráo, hoặc mình có thể sử dụng như là một cái lồng hấp ha. Dưới này đổ nước dừa nè. Đó. Để thịt lên hấp. Xả gừng đồ vô. Cái này nhiêu? Cái này em Ngân bán cho cả nhà 180 ngàn, mã là 180, mã là 180 giùm em, hàng mới nha mọi người, đẹp lắm nha. Hàng thanh lý ạ, 180 ngàn, mã là 180, rất là đẹp nha. Mã là 180, 180 ngàn. Rồi lên thêm bình đẹp giùm mình nha. Đây con này nắp bật màu cam, hiệu Themos 1 lít nè. Bé này là 102, 102, 180 của chị Nhẫn Vũ. 180 em chốt cho chị Nhẫn Vũ nha. Rồi còn ai lấy thì comment nhanh lẹ nha mọi người. Con này size 21 và sâu lòng là 13. Có từ nè. Đây bé nồi này rất là dày. 271, 271, mã là 271. Cảm ơn bé Ngân. Cảm ơn bé Ngân dĩ xương cho anh điều ước. Thôi 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 cảm ơn. Đây em lên con này, nắp bật thể thao nha. Bé này 2 lít mọi người. Đây con này là 188, mã là 188. Lên nồi inox dày cho chị Mến đi bạn ơi. 271 cho chị Mến, lên nồi inox dày thêm giùm mình. 271 của chị Mến nè. Rồi mấy anh trai chị gái cần cái gì thì nói nha, bữa nay cái gì cũng có mọi người. 188 cho anh Trung. 188 em chốt cho anh Trung ạ. 188 cho anh Trung nè. Đây cái này bật ngược lên nha. Con này là 55 ngàn, mã 55, mã 55. Em lên thêm con nồi dày xịn, nặng cực kỳ. Bé này là size 22 và sâu lòng là 10 ạ, sâu lòng là 10. Con này là 382 ngàn, nó dày cực kỳ mọi người. 382, mã là 382. Mã là 382, bình nước, bình nước. Rồi em lên thêm bình nước nha, Themos màu đỏ mọi người. Nãy giờ là được đủ màu luôn rồi đó. Con này là 101, mã là 101 giùm em. Mã là 101, bình cute đồ lên giùm mình đi. Đây em lên bé full inox nửa lít cho mọi người coi nhé. Đây em lên cái bình full inox nửa lít nè.
Con này là 72.000, mã 72. Mã 72 à. 101 chốt cho Thu Lan Đặng. 171 em chốt 101 cho Thu Lan Đặng nha. Một con bình nắp bọc. Đó mọi người thấy nó bọc dữ chưa? Con này là 140, mã là 140 à, 140.000. Mã là 140 giùm em. Thu Lan Đặng cho em xin số điện thoại. Cho em số điện thoại đi chị Lan, bên em là chuyển khoản rồi mới đi hàng nha. Bé này là size 21 và sâu lồng là 5, có từ nè. Con này là 111, ba con số 1 giùm em, chảo chiên trứng màu đỏ. 140 cho Thu Lan Đặng. 140 em chốt cho chị Thu Lan Đặng. Đây mọi người bật ở cổ nó nè, rồi nó lòi cắm hút lên nè. Đó, ghê chưa? Con này là 70.000, mã 70 hoặc hình à, mã 70. 140 là gì nhiều người chốt đi. Rồi lên bình 1 lít giùm mình thêm. Đây mọi người, bình 1 lít em có nhiều lắm. Còn khay trà còn nha chị Hiền ơi, còn 108 giùm em. Đây con này. Con này là 128.000, 128, 70 anh Kiên Giang ạ, à, 70 của anh Kiên Giang. Rồi em lên cái bình nhỏ nè, hoa văn nha mọi người, hoa văn. Rồi con này là 50, mã 50, mã 50 giùm em, 180 cho chị Hiền ạ. À. Lấy thêm một cái set kia cho chị Hiền đi. Em lên chảo vân đá, con này là 84.000, mã 84, có từ. 128 chốt cho Hà Nội Quán. Lên thêm bình 1 lít đẹp giùm mình đi. 128 em chốt cho Hà Nội Quán ạ. 128. Bình này là 2 lít miệng rộng cả nhà. Đó, xịn chưa? Con này là 202.000, mã là 202. Mã là 202. Cho chị Ngô Hiền một cái đi bạn. Rồi đây em lên cho chị Ngô Hiền một cái nha. Trời ơi, đùa nó này. Bớt đùa đi thấy không vui rồi đó. 128 cho Hà Nội Quán chưa? Giải quyết liền đi, đừng có để quên, nói không nghe. Đây em ngân lên thêm con này 202 qua đi bạn. Đây em lên con này nắp bọc đẹp luôn nè. Trời ơi có 88.000 à, dễ thương lắm mới tin. Hàng hôm qua chưa đi à, đi chưa em, chị chốt thêm mớ nữa rồi đi luôn. Đi hồi mơ rồi chị, thì đi riêng thôi có sao đâu trời. Bây giờ mình gói nhiều vô nó cũng tính tiền cước, mấy vận chuyển giờ khó lắm. Con này là 58, mã 58. Ví dụ nó nhìn cục hàng mà nặng là nó chụp lại liền chị. Chứ đâu có anh Trung, chứ đâu phải mà nó cho mình qua đâu. Đây em lên một cái quánh nhôm nữa nè. Bé này là size 18 và sâu lồng là 8 nha, có từ. Con này là 108, mã là 108 giùm em, 108.000. Nhanh như gió hả? Trời, cái này là tốc độ bình thường rồi đó, chưa hề nhân 2 luôn á. Đây con này là size 15 và sâu lồng là 6. Có từ nha mọi người, nhỏ xíu để hâm đồ ăn cho bé. Rồi con này em ngân cân cho mình là 133, mã là 133, 133 bắt được từ nha. Nồi inox dày chưa đứa nào? Em lên con chảo vân đá size 26 đẹp nè. Đây. Con này là 132.000, mã là 132, 132. 133 cho chị Phan Hồng ạ. À. Bên em là chuyển khoản rồi mới đi hàng nha. Mọi người đồng ý với phương thức thanh toán thì ủng hộ em nha. Có bình nước cho bé 5 tuổi không? Siêu Nhân được không? Ultraman. Ok không? Đó trời. Em chiều mọi người tới nóc luôn. Đây con này. Con này là 80.000, mã 80, Ultraman. Cái khúc mẹ đang biến hình này ra quá trời luôn mọi người. Đang phân thân. 132 chốt bạn. 132 chốt cho Sen Hồng. 132 em chốt cho chị Sen Hồng ạ. À. 132. Đây con này có từ nha. Bé này là size 27 ạ. À. Chị Sen Hồng cho em số điện thoại đi, bên em là chuyển khoản đi hàng. Cái nồi giày này chị 510.000, mã là 510, một cái nồi xịn nha. 510, 510. Bình mặc áo đâu có, em chỉ có bình mặc quần thôi. Bình mặc áo không có nha. Bé bình bé chị, bình bé xinh chị nhé. Bình bé xinh là bình xinh á. Rồi em bé xấu nó không được uống nước hay gì. 71 mà 71. Ừ là trời, bé xinh mới chịu hả? Rồi xinh thì xinh. Phân biệt đối xử quá. Sophia đồ phớt nè, được chưa? Công chúa Sophia. Con này là 69.000, mã 69, có dây đeo luôn. Mã 69. Thì nói bé trai bé gái thì bé xinh mới chịu à. Mệt ghê á. Thiệt tình á. Đây em ngân lên thêm con này. Con này là size 22 và sâu lồng là 13. Bếp ga nha, một cái nồi lẩu Thái mọi người, bếp ga. Đây cái dáng nó như vậy nè. Rồi cái nồi lẩu Thái này em ngân cân cho mình là 224, mã là 224. Dạ không mà em bán đồ si thôi mọi người, đồ tận dụng tái chế chứ không có bình viết nha mọi người nha. Đây con này là size
Hôm rồi gửi hàng lần hai thiếu chị một bình mã 35, nhân viên bảo bù vào tiền ship khi chị nhận, họ vẫn thu 37.000 đó em à. Thiếu cái gì ạ? Bị tỏ nhiệt rồi, có trừ vô tiền ship không? Rồi con này là 1,5 lít nha mọi người. Con này là 179.000, mã là 179 giùm em. Mã là 179. Mã là 179 giùm em, 179.000. Mã là 179 à. Đây, trời, lên cái ly uống nước quá là uy tín luôn mọi người. Xịn sò. 179 cho Nguyễn Tuấn. Con này là 80.000, mã 80 cái ly mọi người. Cái ly 179 em chốt cho Nguyễn Tuệ ạ. Cho em số điện thoại đi Tuệ ơi. Chị Sen Hồng, chị Sen Hồng. Cho em số điện thoại ạ. À. Đây cái bình quá trời trái tim luôn. Cái đơn của chị đó thì tiền ship tới 135 lận. 80 cho Hà Nội quán. Rồi trừ ra rồi đó mới thu quá tài. Chị ơi, cái đơn của mình tiền ship là 135 mà bạn đã trừ ra cái phần trên lệch cho mình rồi chị. Thu cốt 37.000 đó rồi. Cái bình tỏa bao nhiêu tiền? Tiền ship 135. Trừ 35.000, thu cốt 37. Bà đùa. Bà đùa. À, đang làm gì em? Là sao đơn có bán 50-50. Đồng Quỳnh bỏ vô 65.000 cho mấy bạn uống nước vậy thôi. Rồi 59.000, mã 59 ạ. À. Mã 59. Mai chị chuyển khoản trừ cho chị 35. Quỳnh điện thoại giải quyết. Trừ kiểu gì vậy? Đứa nào trừ vậy cho nó đi học lại coi. Nồi áp suất 4,5 lít có nha. Lên nồi áp suất 4,5 lít giùm mình. Đây con này đẹp nha mọi người. Con này là 205, mã là 205, đẹp quá trời luôn nè. Dày dặn, mã là 205. Tội Quỳnh vậy, ủa có đâu tội. Sai thì đền tội, có gì đâu tội trời. Kỳ không? Sao tôi mất 65.000 không, không tội. Đây con này là size 19 và sâu lòng là 9 nè, một cái quấn nhôm. Bé này là 76.000 mọi người, mã là 76, kiểm tra liền lại đi. Mã là 76 ạ, 76.000. Đây em Ngon có một chảo chiên trứng, bé này là size 21 và sâu lòng là 5 nha. Con này là 102, mã là 102 ạ. 133 là mã hàng lần 1 em nhé, là cái gì vậy? Coi lại đi, chút báo cáo lại cho tôi cái trường hợp này coi. Đây em lên con này, có từ luôn 4,5 lít đây ạ. Anh nào mới hỏi em. Đây nồi áp suất 4,5 lít, bé này là 700.000 chẳng, 700.000 chẳng anh ơi, 700.000, mã 700 ạ. 102 cho Nguyễn Tuệ. Bé Ngân like dễ thương vui tính. Thấy chưa? Người ta khen vui chưa? Đây, 102 em cảm ơn Nami nha, bởi có Nami hiểu em thôi. Em lên con này 1 lít nè mọi người, nắp bọt màu trắng nắp xanh nha. Bé này em Ngân cân cho mình là 76, mã 76, mã 76 ạ, à, mã 76. Đây em lên con này. Đúng rồi. 135 là chia 2. Đơn bao nhiêu tiền mà chia 2? Năm đơn có phải là 50-50. Đơn bao nhiêu? 1 triệu. Điện nói chuyện với khách đi. 108.000, 108.000 Joji Rusi. 108. 76 chốt cho Thu Lan Đặng. 76 chốt cho Thu Lan Đặng thôi, chị kêu chuyển khoản trả chị kìa. Cái này size 26 và sâu lòng là 6 nha. Con này là 135, mã là 135 ạ, 135. Thôi cảm ơn à. Khỏi đi, tôi hiểu ông quá mà. Đây em lên con này 1 lít full inox nè. Đây bé này mới tin cái lòng luôn mọi người. Con này là 127, mã là 127 nha, 127.000. Ồ, oh, hello Chiến Kê Bình Dương, xin chào. Dạo này còn đá gà không anh? Chị. À chị. Bởi tôi sốc hoài luôn á, Chiến Kê mà sao chị được. Con này là size 27 và sâu lòng là 7. 127 cho Phan Hồng. 127 Phan Hồng, cái màu hồng nó nhìn ngọt cực kỳ. 190 à, Kyocera. 190, mã là 190. 127 em chốt cho Phan Hồng. 127. Đây em lên thêm con này. Ủa chị Sen Hồng, cho em số điện thoại chị Sen. Rồi con này là 105, đẹp nè anh Trung, 105. 90 cho Nguyễn Mến. 190 cho chị. 190 cho chị Nguyễn Mến được chưa? Đây em lên cái bình nắp bọc bi cúc nửa lít quý vị, màu xanh rêu. Con này là 54, mã 54. Dạ em cảm ơn Cường Quỳnh nha. Đây em ngân lên thêm con này. Cái này là size 31 và sâu lòng là 8, chảo nhôm mọi người. 105 cho chị Thu Lan Đặng. Con này là 218. Coi cái lòng nè, chảo nhôm đúc nha, 218.
mã là 218 giùm em, mã là 218. Ở đây em Ngân có một nồi inox mọi người, có từ luôn nha. Bé này là size 22 và sâu lòng 218 là 12. Chốt cho Kiên Giang. 218 em chốt cho anh Kiên Giang à. Bé này có từ nha mọi người. Con này rất là dày, 267.000. Mã là 267 giùm em. Mã là 267, 267.000. Đây em lên cái lon cà phê nhỏ dễ thương chưa? Cưng lắm. Con này là 58.000, mã 58, mã 58 giùm em. Mã 58, 58.000. Bình 2 lít miệng rộng à, đẹp lắm nè. Sạch sẽ, mấy cái bình bữa nay là 10 điểm luôn. 133 cái nồi nhỏ nâu cho bé chị ơi là cái gì vậy? Bà Sen Hồng nói gì vậy? Cho em số điện thoại đi chị Sen Hồng, mà chị nói gì em không hiểu. Rồi con này là 248, mã là 248. Mã là 248 à, 248.000. Mã là 248, cái bình quá đẹp, quá cứng cáp luôn, Joji Rusi. Đây, bình nhỏ nhỏ cho bé nè. Con này là mini có ống hút luôn nè. Con này là 44.000, mã 44 có ống hút silicon luôn nha. Mã là 44 giùm em, cho mình chảo đẹp đi bạn. Đây, với con lên thêm con này. Con này là size 21 và sâu lòng là 6 nha. Mới quá trời đẹp mọi người, full cam. Con chảo cam này là 88, mã 88 để cái ấm nước đi. Mã là 88 à, 88.000. À hôm anh ốm không lấy được, hôm nay chốt có được. Đây coi con của Vũ. 88 cho Nguyễn Mến à, vô coi tin nhắn đi. Đây con này là size 17 và sâu lòng là 7 à. Đây con này là 84.000, mã 84. Mã 84 giùm em ạ, 84.000. Sao coi tin nhắn chưa? Đây một cái bình nai nắp bật mọi người, silicon nè. Ở đây và ở đây chống trượt ha. Con này là 149, mã là 149 giùm em. 88 chốt chưa? Rồi. 84 cho Ngọc Trâm. Ly giữ nhiệt có nắp không có à? 84 cho Ngọc Trâm à. Hử? Gì? Được anh bệnh mà có ở đâu. 510 cái con nhỏ này. Rồi. Em con lên một cái lon cà phê. Bé này. Sợ ma. 65.000, mã 65. Anh nói anh bệnh là em biết rồi, có đâu mà gửi cái hình vậy trời ơi là trời. Đây em lên một cái ấm nhôm mới tinh luôn mọi người, mới keng xà beng còn tem luôn nè, quá đẹp. Ấm nhôm nha. Bé này là 3 lít cả nhà, 3 lít mới à. Rồi cái ấm nhôm này em Ngân bán cho mọi người là 65 chốt vậy bạn ơi. 65 chốt cho Mạnh Hòa Nguyễn. Rồi cái này em Ngân bán 150 à, mã là 150, 150. Cái nồi nhỏ không phải 132 còn. Em lấy 133 cái nồi nhỏ không. Là lúc đầu chị đó comment 132 lấy cái chảo giờ la 133 nó thì đâu ra nữa. Nãy chị bấm 132 mà lấy cái đó lại coi. 65 chốt, 84, 65 chốt chưa? Trời. Rồi mọi người mua hàng cẩn thận giùm em mọi người, em đọc kỹ lắm nè. Con này 2 lít nè, em Ngân cân cho mình nha. Một cái ấm 2 lít có từ. Bé này là 116.000, mã là 116 giùm em, 116.000. Sao bữa nay lộn xộn tùm lum gì trời. Ủ trà đây quý vị, ủ trà. Con này là 184, mã là 184 à. Mã là 184. Đây của chị cái chảo đẹp 132 rõ ràng. Đây 132 rõ ràng để em xả nha. 133 là gì? Không biết. Đây 132 cả nhà, rất đẹp, 132.000 cái chảo đẹp giùm em. Mã là 132, ngưng chốt đi. 184 em chốt cho anh Khánh Phùng Đinh ạ. 184 của Khánh Phùng Đinh. Đây em lên thêm con này 2 lít miệng rộng nha. Con này em ngưng cân cho cả nhà là trời ơi. Con này là 213.000, mã là 213, mã là 213, 213.000. Mã là 213, 213.000 giùm em, cái bình 2 lít nha. Rồi em lên một cái lon nhỏ màu vàng gold nè. Con này là 64.000 hiệu Themos ạ, 64.000 hiệu Themos. Cho em mấy cái nồi nhôm đi, mấy cái nồi nhôm trong có rổ hồi chiều đâu. Đây em lên thêm con này size 21 và sâu lòng là 11. Hai đáy có từ luôn nha mọi người. Con này em ngân cân cho mình là 210, mã là 210, mã là 210, 210.000 ạ. Mã là 210 giùm em con này. Mấy cái nồi nhôm trong sọt hồi chiều á. Đây em lên một con chảo Pháp.
Bé này là size 28 và sâu lòng là 8. Cho Nguyễn Mến. Con này là 225, chảo Pháp 225, mã là 225 giùm em. 210 của chị Mến nè. Đây chảo Pháp mọi người, lòng quá trời đẹp luôn rồi. Con này. Nồi chống dính có, nồi chống dính còn chị có nguyên cây đâu. Size 30. Con này em ngân cân cho mình là 210, 210 bếp ga nha, 210 bếp ga. 225 của Vũ Tiến. 225 em chốt cho anh Vũ Tiến ạ. Cái nồi chống dính bên hè chiều á. Đây em lên một cái nồi nhôm không nắp nha. Con này là size 25. 210 em chốt cho anh Kiên Giang. Con này là 119, mã là 119 ạ, một cái nồi nhôm đẹp 119.000. Mã là 119. Đây em có cái bình màu xanh nhỏ 46.000, mã 46. Mã 46 giùm em, 46.000. Chảo mới bán cái nha quý vị. Con này size 22 và sâu lòng là 7. Mọi người coi nó lấp lánh nè. Cái vỏ nó lấp lánh quá trời luôn. Anh Vũ Tiến cho em lại số điện thoại đi ạ. Rồi em lên cái chảo xịn này. Con này là 240.000, mã là 240, chảo xịn nha mọi người. 46 của Thu Hằng nè. Đây con này là size 18 nha. Bé này em ngân cân cho mình là 84.000, mã 84, mã 84. Chốt cho Kiên Giang. 240 của anh Kiên Giang. Đây em lên một con chảo vân đá có từ. Bé này là 84.000, mã 84, mã 84. 240 đẹp thật sự luôn á mọi người. Đây em lên con này. Con này là size 18 và sâu lòng là 8 nha. Bếp ga, bếp ga. Rồi con này là 123.000, mã là 123, một cái quánh bếp ga. Bình 2 lít, lên bình 2 lít giùm mình. Đây em có quánh chống dính size 18 và sâu lòng là 8, bắt được từ nha. Con này là 108.000. Đây đẹp chưa, mã là 108 giùm em. Bình 2 lít đây ạ. Đây em lên con bình 2 lít. Có nồi luộc gà bếp từ không? Em không có nồi to, em có nồi nhỏ nhỏ không à. Nồi trung trung nè à. 108 Lê Lộc. Con này là 212, mã là 212. Mã là 212. 212.000, 108 là gì ạ? Rồi lên thêm quánh chống dính như các bạn. Em có một nồi chống dính mà nó không có nắp. Con này size 22 và sâu lòng là 10. Con này là 156 có từ nha, mã là 156 giùm em. Lên bình 2 lít inox hả. Đây em lên có con khoan công 2 lít nè. Bé này trời muốn lòi cái trái cổ ra ngoài luôn á trời á. 156 cho anh Kiên Giang. Con này là 253 nè chị, 253, mã là 253. Lâu rồi chưa đi tiêm hóc môn mà gặp cảnh này chắc nó mọc râu ra luôn. 253, ai hụt cái quánh kia lấy cái này ạ. Con này là size 18 nha. 104, mã là 104, mã là 104, màu xanh bơ. Ok chưa, cho mấy cái nồi inox dày đi quý vị. Con này là size, con này là size 31 và sâu lòng là 7 nha. Có từ luôn mọi người, một cái nồi lỗ cạn. 104 em chốt cho Rin bé nè. Bé này là 303, một cái nồi inox đẹp, mã là 303 giùm em. 303, 104 của Rin bé. Đây lên thêm một con 2 lít miệng rộng lùng. Cái nắp của nó làm cái ca được luôn á mọi người. Đây nó như vậy nè. Đó. Rồi con này em ngân cân cho mình là 201, mã là 201. Mã là 201 giùm em, 201.000. Mã là 201. Đây tên 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 tàn. Rồi em lên một cái nồi Mỹ mọi người. Nồi Mỹ thôi không có gì đâu. Xài bếp ga nha. Cái con nồi Mỹ này xài bếp ga. 201 chốt cho Yên Phạm. Bé này là size 29. Đây nồi Mỹ. Bé này là 655.000, mã là 655. Một cái nồi Mỹ 655.000 giùm em. Hà Nội quán cũng thích hả. Đây con này. Em ngân lên thêm cho mình một cái miệng rộng nha. Rồi bên này là bé này là 180.000, mã là 180 giùm em. Mã là 180. 201 là bình hãng nào em? Cho một cái chảo lớn hai quay giùm mình đi. 180 em chốt cho anh Trung ạ. 180 em chốt cho anh Trung. Đây em lên thêm con này màu xanh nửa lít nha mọi người. Con này là 64, mã 64, mã 64. Kira Kira chị, Kira Kira. Đây em lên con này.
Con này là size 40 nha mọi người, một cái chảo xào. Đây, mới tinh luôn nhưng mà nó xài bếp ga. Rồi, bé này là 226, mã là 226. Bể cái bông móng thôi. 226. Chưa trời, độ. Trời là trời, ý là chưa độ đó nha, độ rồi chắc là một cái bóc quá lên 60 giây. 226 cho Kiên Giang. Rồi, con này là size 20 và sâu lòng là 8 có từ nha. 226 cho anh Kiên Giang, có từ chống dính. 121.000 con này. Mã là 121 giùm em. 121.000 hả? 226 chốt thêm kìa, lấy chảo 226 còn không? 226 chốt cho Hà Nội quán. Cái này là size 20 và sâu lòng là 8, một cái nồi chống dính nha. 121 chốt cho Nguyễn Thị Thủy. 121 cho Nguyễn Thị Thủy. Con này là 111, 3 số 1 giùm em. Đây, đưa đây coi trời. Nguyễn Thị Thủy cho em xin số điện thoại. Đây bằng luôn. Rồi 200 mấy nè, 226 cho anh nó luôn nè. Nguyễn Thị Thủy cho em số điện thoại. Đổi chị lấy bình Joji Rusi. Rồi xả cái đó ra đi bạn. Xả cái đó ra đi. 111 em chúc cho Minh Kim. Đừng quay, đừng dán quay chảo nha em. Đổi cái bình nó lại cho Hà Nội quán đi. Rồi tiếp tục. Đây em ngân lên tiếp nè. Đừng dán quay chảo vậy, cái đơn của anh Kiên Giang. Bạn để vô trong thùng với lại bill. In bill riêng ra giống anh Trung á. Coi chừng lộn nha. Nói chung này chung nọ nó lộn á. Con này là size 26 và sâu lòng là 8 à, có từ. Rồi em ngân lên con này, cái nồi lẩu đẹp mọi người. Cái nồi lẩu trời có 143.000 mới tinh. 143.000 đẹp quá chừng trời luôn. Lên chảo xào đi em ơi, chảo xào sâu lòng từ giùm mình đi. Có hết á mọi người hỏi em đi mọi người làm khó em đi. Cái này size 20 và sâu lòng là 7, một cái quánh nhôm. 82.000, mã 82. Mã 82. Đây mới ngân lên cho mọi người một cái nồi inox. Có từ hồi nãy chị, cái bình mà chị comment đứng thứ hai đó, cái này là size 24 và sâu lòng là 12. Bình nào cho chị? Đây đây coi. 201 đây nè. 201 chị có lấy không ạ? 201 cái bình nãy chị có comment á, tại em thấy chị đứng thứ hai. Rồi cái này nóc dày 335.000, mã là 335, mã là 335. Có anh bình mặc quần có nha. Chảo Mỹ Ngân ơi, làm như em biến ra được nha. Cái này là size 30 và sâu lòng là 8 nha. Con này là 166.000, mã là 166. Nồi 143 đường kính bao nhiêu? Đây, cái này nè. Nồi lẩu á hả? Dạ, cái nồi lẩu 143 đường kính là 26 nha người ơi. Đường kính là 26. Cho chị cái bình full inox 800ml là bình lít á. Lấy cái bình lít cho mình đi. Đây, con này là 166.000 quý vị. Chảo xào bắt được từ Vân Đá luôn. 166, mã là 166 giùm em. Rồi em ngon lên thêm con này. Tên tài mặc quần nè anh Trung ơi. Con này là 178, mã là 178. Nó có cái túi hả? Cái túi nhỏ hả? Đẹp quá nè, 178.000, mã là 178. 143 em ngon xin. 143 có ai lấy không ạ? 143 em chúc cho Nguyễn Thọ. 178 cho anh Trung. Bình nắp bọc 1 lít nè, 800ml 1 lít nè. Rồi con này, con này là 139.000, 139, mã là 139 à. Trời ơi, cái gì mà mọi người thích bình mặc quần dữ vậy? Mai là kêu nhân sự mai mấy cái quần chồng vô hết. Con này là 107, mã là 107 à. Mã là 107 nha, nhớ mai dây kéo đầy đủ luôn nha. 107 Joji Rusi 1 lít đây nè. 107, mã là 107 giùm em. Lên chảo sâu lòng đi. Con này là size 20 và sâu lòng là 5. Đây mọi người, chảo Pháp bếp ga lòng đẹp. 100.000 chẳng, 100.000 chẳng giùm em. Mã 100, mã 100. 107 em chốt cho chị Thanh Ta. Đây em lên cái con mà DA Sport này mọi người. Đây, trời mày đùa, nó còn học lớp 7, lớp 8 chứ mày giỡn cái gì. Đây, con này là tầm 1 lít rưỡi nha mọi người. Bé này có dây luôn. 221, mã là 221. Mã là 221, 221.000. Quần Việt Nam mặc vô nó bị sao sao ấy. Ủa anh sao anh nói vậy, anh kỳ thị Việt Nam tôi vậy? Đây con này là size 30 và sâu lòng là 9 nha. Quá đẹp rồi quý vị ơi, full đen lòng đẹp luôn nè. Rồi con ghệ này là 170.000 bao phòng. 170, mã là 170 giùm em, quá đẹp. Mã là 170 à, 170.000. Rồi em ngân lên thêm nha. Bình inox 800ml, có cái nắp là cái ca ý. Con này là 43.000, 43.000, mã 43, nắp bọc giùm em. 170 chốt cho Kiên Giang. 170 em chốt cho anh Kiên Giang. Đây con này được không chị? Joji Rusi nè. Thiệt á, đây 800ml có cái ca nè.
Con này là 66.000, mã 66 Joji Rusi. Mã 66 còn không lấy con này. Đó, Joji Rusi luôn. Con này em ngân cân cho mình là 81.000, mã 81. Mã 81, 81.000. Đó, ghê chưa? Mã 81. Đây em ngân lên thêm cái bình thể thao mọi người. Đẹp quá luôn á, thêm hết. Con này là 2 lít 193.000, mã là 193 giùm em. 81 cho Thu Hằng. 81 em chốt cho chị Thu Hằng ạ. 81 cho chị Thu Hằng. Đây, chảo Đức. 193 cho anh Trung. 193 anh Trung, chảo Đức quý vị ơi. Con này là size 25 nha, chảo Đức bán trái nha mọi người, gán xài mọi người ơi. Con này em bán cho mọi người là 320. Ừ cỡ ức đợi Đức sắc Đức. Ghê không? Vòng quay, vòng quay. Rồi em lên tiếp một cái bình nắp bật nè, bé này 1 lít nha. Con này em ngân không nắp vặn, em nói lộn mà. Con này là 62.000, mã 62. Mã 62 giùm em. 320 em chốt cho anh Trung ở Kiên Giang. Rồi em lên thêm con này, nắp bật màu xanh. Cái gì? Kiên Giang là hai cha con. Là sao? 71.000, mã 71. Mấy cái bình to chà bá mua về làm gì ta? Là cái nào? Để đựng canh, đựng cháo, đựng súp rồi đó anh. Rồi em lên thêm con này. Cái này bằng nhựa nha mọi người. Thôi em tặng mọi người nè. Chốt mã gì thì mọi người biết rồi đó. Cái này em tặng mọi người đó nha. Con này là size 22 và sâu lồng là 10. Hai đáy có từ luôn mọi người. Nồi chống dính. Rồi cái nồi này không có nắp nha. 168. Mã là 168 giùm em. 168.000. Ngân cu te cho anh Trung. Ngân cu te tặng cho anh Trung nội địa Nhật. Đòn là tặng không, không ai cu te thì không phải cu te là không quen rồi. 168 cho Kiên Giang. 168 cho Kiên Giang à. Đây em lên con này. Con này là 75.000, mã 75 cho mình mấy cái nồi inox dày đi. Mã 75 giùm mình. Mã 75. Đây màu hồng mọi người, ten 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 tèn đẹp chưa? Bé này là 63, mã 63 giùm em, mã 63. 75 em chốt cho anh Trung. 75 cho anh Trung ạ. À. Đây cái bình Joji Rusi bự nha mọi người. Cái này chắc 1 lít rưỡi á. Con này là 135, mã là 135 giùm em. Chị còn quánh màu đen nhỏ không chị? Quánh chống dính màu đen đi bạn. Lấy lại món quà liền. Lấy lại liền. Đây em lên thêm con này 1 lít nha. Full inox mọi người. Con này nó dày cực kỳ luôn á. Bé này là 149, mã là 149 giùm em. 149.000. Mã là 149. Lên thêm mấy cái quánh chống dính giùm mình đi nghe mấy bạn ơi. Đây lên nhỉ. Trời thiệt tình. Con này là size 30 và sâu lồng là 9 nè. Có nhiều chỗ bán. Nắp quá trời còn ngân thiếu nắp. Định mệnh anh ơi. Có người thiếu người thừa vậy chứ. Con này là 162. Rất là đẹp mọi người. Đẹp dữ luôn á. 162, mã là 162 giùm em. Đây em lên con này. Con này là size 20 và sâu lồng là 7 nè. Bé này là 95.000, mã 95. Mã 95. 162. 162 chốt cho Kiên Giang. 162 em chốt cho anh Kiên Giang. Đây lên nhẹ cái bình. Quá là xên. Con này là 61.000, mã 61. Cảm ơn quà nhé ngân dĩ sư. 95 cho Kiên Giang. 95 em chốt cho Kiên Giang ạ. Đây, 95 em chốt cho Kiên Giang. Cái lồng chảo size 21 và sâu lồng là 15 nha. Đây mọi người, cái quai kẹp nó xài vậy nè mọi người. 200.000 một cái kẹp nha. 61 cho MT, MT Phạm. Con này là 90, mã 90 ạ. Mã 90. MT Phạm khách cũ đúng không? Đây con này. À, rồi, bé này là 175.000, 175 có từ, mã là 175. 61 chưa? Rồi phải không? Đây ngân lên thêm cho mình một cái bình nữa nha. Đây lon cà phê nhỏ. 90 cho chị Hương. Con này là 45.000, mã 45 mọi người. Màu xám lông chuột 45.000. 90 cho chị Hương. Em lên một cái nồi lẩu size 26 và sâu lồng là 8. Sao đẹp dữ ca. Có từ luôn. 45 cho Minh Kim. 45 cho Minh Kim. Rồi con này em ngân cân cho cả nhà là 144. Đẹp quá chừng trời rồi. 144. Mã là 144 giùm em. Đẹp quá nha. 45 cho Minh Kim. Lên mấy cái bình nhỏ cute đi mấy bạn ơi. 144 cho Nhật Minh. 144 em chốt cho Nhật Minh. Đây trời, còn nước Nhật ở trong nữa nè mày ơi. Da mày giải tán cái bình nước sao coi. Rồi dễ thương mọi người. Cái con tắc kè nó thè lưỡi rồi thấy không. Nè. Rồi cái này bán cho mọi người là
chốt kìa bạn. Con này bán cho mọi người là 25.000 vui vẻ. Cái này đựng nước uống chơi thôi, không có giữ nhiệt đâu nghe mấy thầy. 25.000 mã 25. À, hôm nay ca inox đâu rồi ngon? Giấu rồi. 25 cho Nhật Minh. 25 cho Nhật Minh rồi, 5 cái 50 ạ. À. 5 cái 50 cái quặng mọi người, cái quặng 5 cái 50 giùm em nha. À, xin hoài mà không cho. Ủa hôm qua cho mà. Hôm qua cho cái quặng hả? Ờ hôm nay cho. Nay ai nhiều nhất cho nghe. Đây lên con này. Con này xả không hả? Thôi vậy thôi đi kỳ quá. Rồi con này em bán cho mọi người 50 mã 50. Xả không sao thân được. Cái ca để Minh đi ngân lên bình Joji Rusi inox, lên bình 2 lít inox giùm mình nha. Ấm giữ nhiệt. Ấm giữ nhiệt, ấm đâu có ấm giữ nhiệt chị. Có ủ trà thôi, còn ấm thì đâu có giữ nhiệt, ấm thì nấu bình thường mà. Đây em lên con này. Con này là 45.000 mã 45 màu hồng, mã 45. Nhỏ kia 6.000. Thì xả người ta nói xả chứ gì nữa trời. Con này size 21 và sâu lòng là 7. Bởi nhiều khi nhẹ dạ cũng tặng này đó. Con này là 99.000 mã 99, có từ mã 99. Em có một cái ấm nhôm màu vàng mới tinh luôn. Chắc em không tặng cho ai xả nhiều đâu. Anh không biết xả là gì nên tặng anh hợp lý. Để em ngân tặng cho anh Trung nha. Đây em lên con này. Anh Trung mua mười mấy 20 triệu chưa xả bao giờ luôn mọi người. Đây em lên con này. Con này là 227 mã là 227, hiệu Joji Rusi nè. Mã là 227 nha. Mọi người ai tìm theo thương hiệu thì nói em biết nha. Mã là 227. 227. Mã là 227. Ủ trà đấy chị. Cần gì có đó à. 227 chút cho chị kia kìa. 227 cho chị Yến Phạm. Rồi đây con này. Con này là 269.000. Ủ trà lớn nha mọi người. 269 bán cái à. Đối với sản phẩm ủ trà em sẽ bán cái nha quý vị nha. Đây lên nhẹ một cái nồi inox. Con này là size 23 và sâu lòng là 11. Có từ, hổm giờ không thấy tặng quà em. Hôm qua em tặng 10 cái quặng mà chị đâu. Con này là 317, mã là 317 à. Mã là 317. Vậy thôi ngủ nha, vậy mình lên cái tụng chả hôm qua đi. Lên cái tấm hình qua đi. 269 cho Hà Nội quán à. Đây em lên một cái bình nắp bọt Sahara Tiger 1 lít nha. Con này là 76, mã 76, 37 cho chị Mến. Ông chụp đi lựa mấy cái inox dày đi ông chụp. Đây con này tặng chị một cái đi. Trời đất ơi, hôm qua anh tặng 10 cái rồi mà. Con này size 23 và sâu lòng là 8 nha. Trời, sao nó không có nắp vậy trời. Để 76 cho anh Trung. Cái này đẹp muốn xỉu luôn mà không có nắp, tôi tức á. Lên bình đợi chị mua cái nữa. Rồi em ngân lên con này nha. Con này bán cho mọi người 125.000 đẹp xỉu. 125.000. Lên cái Joji Rusi chị mua cái nữa. Rồi ok nha. Rồi trong thời gian chờ đợi thì lên con này ngủ rồi. Con này là con này là 145 mã là 145. 125 cho anh Kiên Giang chưa ngủ nha. Đây con này là lon cà phê màu đỏ nè. Bé này em ngân cân cho mình là 42.000 mã 42, mã 42. 145 cho anh Trung. 145 cho anh Trung ạ. 145 cho anh Trung. Đây em lên một cái nồi lẩu nha mọi người. Bé này là size 27 và sâu lòng là 10 nè. Con này nó có từ luôn nha mọi người, nồi lẩu đẹp. 42 cho Phương Nguyễn. 42 cho Phương Nguyễn. Con này là 356.000, mã là 356, nồi lẩu đẹp quá trời nè. Mã là 356 ạ. Đây em có một cái lon cà phê nhỏ nhỏ xinh xinh. Con này là 55.000 mã 55, mã 55. Mã là 55 lon cà phê. Sao bỏ em ngân đi ngủ được. Đây, 356 chốt cho chị Mến. Con này là 69.000 mã 69. Mã 69 giùm em. Em 55 lên. Cho MT, MT Phạm. 55 cho MT nha. Bếp ga một cái chảo Mỹ, xài bếp ga mọi người. Em chảo Mỹ này là size 28 nha. Chảo Mỹ này là 569 cho anh Trung. 569.000 à. Mã là 569. 69 cho anh Trung à. 69 cho anh Trung. Đây bé ngon lên thêm cái bình nắp bạc nữa nè. Con mèo màu hồng. Bé này là 49.000 mã 49 à. Mã là 49 giùm em. 49.000. Lên còn bình Joji Rusi không mấy bạn? Lên giùm mình nha. Đây em ngon lên cho mọi người cái bình inox 1 lít nè. Đây
con này là 150, mã là 150 cho em chảo đi Quỳnh, mã là 150, 150 nghìn, mã là 150. Đây Joji Rusi nè chị, Joji Rusi. Đây bên trong bé này là 210, mã là 210, mã là 210. 150 cho Vũ Tiến. 150 em chốt cho anh Vũ Tiến ạ. 150 cho anh Vũ Tiến. Rồi bé lên một cái chảo xào nha. Con này là size 30 mọi người, full đen bắt được từ. Con này là 193, mã là 193. 210 cho Yến Phạm. 210 cho Yến Phạm. Kiếm chị cái nồi inox hai đáy có từ không nắp nhé. Có từ không nắp hả? Sao khó vậy? Đây em lên con này có từ luôn mọi người, một cái nồi inox dày. Bé này là size 27 nè. Kiếm một cái nồi hai đáy có từ nhưng không lấy nắp. Con này em ngân cân cho mình là 352, mã là 352 giùm em, mã là 352. Hai một công có chủ rồi, để em lên thêm cho mình nha. Từ từ đi mấy cái này, từ từ. Mình hết đạn nữa. Đây em lên một cái chảo chiên trứng nè mọi người. Một người kiếm nồi, một người kiếm chảo đi cho nó đừng có trùng. Bé này là 77.000, mã 77 nha, mã 77. Trời cái ly này đỉnh dữ vậy trời. Quá là đẹp, chiên giữ lạnh nha mọi người. Rồi cái bình này bán mọi người 50 vui vẻ uống nhớ em nha. 50 vui vẻ mã 50. 77 cho anh Kiên Giang. Đây hai đáy nè, có từ luôn. Con này là size 22, sâu lòng là 12, đúng theo yêu cầu. Bé này là 183.000, 183. 50 cho Nhất Vinh. 50 cho Nhất Vinh. Câu hỏi khó. À, kiếm chảo 22 đẹp đi em. Chảo 22 là chảo chiên trứng mấy bạn. 50 cho Nhất Vinh chưa? Rồi ok, tiếp tục nè. Đây em lên cái bình màu hồng cho mấy chị chưa có chồng. 183 chị Mai Hoa. Con này là 42, mã 42. Không, hôm nay nhiều đồ lắm, khó cỡ nào cũng cân được hết đó mọi người. Đây em lên thêm một cái chảo titanium luôn, lòng đẹp đàng hoàng. Bé này chống dính nha, size 27. Bếp ga. Con này là 135, mã là 135, 135.000. Đây chảo 22 đây nè. Sâu lòng là 5, đặc biệt chảo Đức nha. Con chảo Đức này là 120.000, mã là 120 ạ, chảo Đức nè. 135 cho anh Kiên Giang, 135 cho anh Kiên Giang. Em có cái nồi size 22, sâu lòng là 14, có từ luôn nha mọi người, nồi ống. Rồi con nồi ống này ngân cân cho mình là 291, mã là 291. Mã là 291 giùm em. À, khay nướng gan còn không? À mũi quá. 120 cho Thu Ngân ạ, 120 cho Thu Ngân. 120 cho Thu Ngân giùm mình đi bạn. Khay nướng gan em chưa thấy nha, em lên thêm cái nồi inox một coi nắp size 20 và sâu lòng là 10. Có từ luôn nè. Rồi cái nồi một coi này là 140, 140 sáng bóng đẹp, mã là 140. Bình Joji, bình 2 lít giùm mình. Đây em lên con này là size 19, sâu lòng là 9 luôn. Hai đáy đẹp luôn nha anh chị, đẹp quá trời nè. Quánh nhôm đúc nhỏ có nha Nhi ơi, 187, mã là 187. Đây em có cái quánh nhôm đúc nhỏ nè, thật là trùng hợp. Size 18 và sâu lòng là 8 nha. Bé này 73.000 Nhi ơi, mã 73. Mã 73, 73.000 ạ. Cái này là cái gì? Chú cha mà ơi chị Chí. Cái gì ngộ vậy? Cái này là size 20 và sâu lòng là 8. Em nghĩ nha là có cái lòng hấp ở đây nè. Mà cái lòng ở đâu thì em không biết. Có từ nha. Rồi cái nồi ngộ nghĩnh này em ngân bán cho mọi người 100k vui vẻ, 100k. Mã 100, mã 100. Trời hôm nay vui quá mọi người, đông đủ quá. Chắc tặng quà quá. Mua cái đai mà đeo vào không có ngồi nhiều sao bị đau lưng và đĩa đệm giống chị đấy. Dạ chị. Em cảm ơn chị Trung nha. Đây con này là 227, mã là 227, mã là 227. 100 cho Tuyết Lê. 100 em chốt cho chị Tuyết Lê ạ. 100 cho chị Tuyết Lê. Cảm ơn mọi người quan tâm em Ngân nha. Cho mấy cái thép đẹp giùm mình coi. Trời ơi cái lòng thiệt tình luôn á. Rồi con này. Con này là size 27 nè. Chỉ có tôi với anh Trung mới hiểu rồi. Rồi con này là 157.000. 157, mã là 157, lòng đẹp nha mọi người. Nghỉ chốt cho anh Trung. Nghỉ chốt cho anh Trung. 100 ngàn chốt rồi mọi người. Thí nó nói nó nghỉ chốt cho anh, không sao em chốt cho anh. 157 chốt cho bạn, anh Kiên Giang. Bé này là 83.000, mã 83. Bình xịn nha mọi người. Con này là Themos 83, cái nắp của nó là cái ca nè. Mã là 83. Trời trời trời, mày đưa cái nồi dữ vậy mà, thấy đẹp vậy mày.
Đây một cái nồi chống dính nha. Bé này size 23 và sâu lòng là 10. Nồi Đức mọi người không có gì đâu. Rồi em lên cái nồi Đức. Con này là 352 ngàn. 352 83 cho Minh Khôi Kiên Giang. 83 với Ngân chốt cho Minh Khôi Kiên Giang nha. 83 em chốt cho Minh Khôi Kiên Giang. Anh Minh Khôi với lại anh Trung có bà con gì không? Chị đó. Chị hả? Rồi con này là 98, mã 98 ạ. Mã 98 352 cho Nguyễn Mến ạ. Ông cái bà Chiến Kê Bình Dương ghẹo quá, bà đi mất tiêu rồi. Đây em lên một cái nồi khác. Con này là size 20, sâu lòng là 10. Nhìn cái nồi nói gì đó mọi người, thép mà còn chống dính. 98 cho Tân Hân Huỳnh. 98 cho Hân Huỳnh, cho số điện thoại đi Hân ơi. Bên em là chuyển khoản đi hàng, đơn trên 1 triệu sẽ hỗ trợ 50% tiền ship nha. Con này là 225 ngàn. Mã là 225. Mấy cái nồi thép ở đây nó đẹp như quỷ vậy đó. Đây em lên một cái quánh thép trắng size 23 và sâu lòng là 9 nè. Con này là 162 ngàn. Đẹp nhẹ nhẹ vậy thôi mọi người. 162, mã là 162. 225 cho Kiên Giang. 225 Kiên Giang, dòng họ ba đời nhà anh, không ai bán bình vì anh đi tiên phong rồi, anh còn muốn gì nữa. Rồi em Ngân lên thêm một cái chảo cuộn trứng nha, chữ nhật. 162 cho Hùng Bùi. 162 em chốt cho anh Hùng Bùi. Anh gì ta? Anh Tùng Vân, anh Lê Tùng Vân đúng không? Cái anh gì mà hay mua chảo. Anh tên cái gì Tùng Vân đó. Thiệt anh Tùng Vân gì đó mày. 79 ngàn, mã 79. Tao nghi anh Tùng Vân là thầy ông nội, bởi tao chốt cảnh quá trời, mày thấy không, tao mến mộ tài năng. Rồi tiếp tục nè, đây em Ngân lên một cái bình 2 lít mọi người, Zoji Rusi nè. 79 chốt cho Rin bé. 79 em chốt cho Rin bé nha. Rồi bé này là 201, đẹp dứt đầu luôn. Lên chảo vlog các bạn, lên chảo vlog giùm mình. 201, mã là 201, đẹp quá à. Mã là 201 giùm em. Em lên nhẹ một cái nồi chống dính mọi người. 79 có chủ rồi. Con này là size 28 và sâu lòng là 13. Có từ luôn mọi người, một cái nồi inox rất rất là dày mà nó có đồng hồ đó áp suất nữa nè. 201 chốt cho David Nguyễn. 201 chốt cho David Nguyễn à. Rồi ngày mai em gửi qua nước nào cho David nè. Con này là 556, mã là 556. Mã là 556, bữa thì chốt cho Chum anh. Bữa nay chốt cho David. Đây em lên một cái chảo xào 2 quay size 40 nha. Con này em Ngân bán cho mọi người là 226. Mã là 226 à. Shop mình đi đơn. Anh là đệ tử của thầy ông nội đó kìa. Cái gì? Shop mình đi đơn từ bao nhiêu tiền? Từ 200k nha chị nha. Anh là đệ tử của thầy ông nội đó, có không á, đừng nói anh em mừng. 226 cho Mina. Rồi con này là size 26 và sâu lòng là 7. Một cái chảo nhôm mọi người. 226 còn không? Lấy cái cho chị Út Hiền. Rồi con này là 152, mã là 152. Ngân nói chuyện dễ thương gốm. Rồi hết 226 nha mọi người. Hết 226 à. Em giỡn thôi mọi người. Ngân cùng quê với thầy ông nội nè. Trời, anh nói gì? Bữa mà bao giây cái tỉnh thất online em ráng em chen vô lần em tu chổng mà tao không cho. 152 cho anh Kiên Giang. Ráng xin vô làm đệ tử mà lúc đó đang tùm lum quá. Cái này là size 20 và sâu lòng là 9 nè. Con này là 105 ngàn. Mã là 105. Mã là 105. 226 hết rồi. Đây lên một cái nồi lẩu đẹp nhẹ nhẹ xinh xinh thôi. Con này size 26 và sâu lòng là 8 nè. Có từ luôn. Con này là 143, mã là 143 giùm em. Một cái nồi lẩu đẹp. Cho anh xem cái nồi áp suất sau lưng em. Lấy cái nồi áp suất sau lưng giùm coi. Đây em lên con này size 26 mọi người, chảo Pháp xài bếp ga nha. Bé này là 154, mã là 154 giùm em. 143 cho Minh Khôi Kiên Giang. 143 em chốt cho Minh Khôi Kiên Giang. Kiên Giang quá dữ luôn. Đây. Mới rồi nói làm sao ta? Ví dụ mà lên cái chảo mới là mình nói gì ta? Mình nói mình bán trái nha. Đây con này là 277 ngàn. Rất là đẹp ạ. 277. Chảo mới bếp ga nha. Nồi áp suất đâu? Ở sau lưng đó hả? Lấy cái khác tương tự đi, nó gãy hoài, lấy cái khác tương tự à. Để em lấy cái khác tương tự cho anh Minh Tuấn nha, nó bị gãy tay rồi. Con này là size 26, một cái chảo thép mọi người. Chảo thép mà có chống dính luôn nha. Em chảo thép này là 106, mã là 106. Mã là 106. Chảo to vừa đưa qua mặt còn không em ơi? Không nha, không mọi người. Trời ơi, cái nào ngon là em đưa lên đầu tiên luôn á. Mọi người không tranh thủ chốt. Lên cái quánh chống dính nhỏ màu đen cho em.
Trời ơi, màu khác không được hả? 106 cho Tiết Lê. Màu nào cũng có, bữa nay không có màu đen. Khổ thiệt chứ. Đây em lên con này là 56.000, mã 56. Mã 56 cái bình màu đen nè. Vậy hả? Anh Thúc Quỳnh chiều mới nhận hàng hả? Trời, sao không nói em đem ra giao cho. Con này 52.000, mã 52. Mốt anh Thúc Quỳnh tới nhận hàng nói tao giao ngon, mấy bạn muốn dành không? Lên nồi áp suất rồi, ok mấy lít à? Mọi người cần mấy lít, có từ hay không từ nha. Mới thấy cái chảo sọc bị quay mòng mòng, tức thiệt. Là sao? Mất mạng á hả? 227 chốt chưa? 227 có chủ chưa? 277 chứ. 277 chưa có chủ nè cha ơi. 277 chưa có chủ, con này là 226, 226 giùm em. 226, 277 là bếp ga nghe quý vị. Cái gì? Em Ngân có xài kem trộn không? Sao trắng quá. Ê đừng nói vậy nha, nói vậy là có luôn đó nha. Cái mặt ta mới tái tạo đẹp như vậy mà không nói đùa với tôi hay gì? Trời đùa hả? Có từ không bếp ga, vậy lấy đi. Trời ơi, nói là như đồ tế vậy, lấy đi không. Nó nghe tức thiệt chứ. Trời, tự nhiên nói sao em anh Trung xuống đây gặp em ngoài đời coi em đẹp thiệt hay là xấu giả bộ. 47.000 mã 47. Nói thiệt dễ quê, em lại nghĩ bán đi ngủ chứ. Đây em lên một con nồi nhôm Pháp nha mọi người, nhôm Pháp ạ. À. Má ơi gì mà hai ba cái núm vậy một cái thôi. Đâu mà hai ba cái núm như vậy. À con này là nhôm nha mọi người. Bé này mấy lít trời, con này không thấy để lít luôn á. Đang tập trung. Em đoán đi, kinh nghiệm dân gian đi. Em đoán con này là nó tầm 6 lít nha. Dạ rồi, ok. Rồi đây con này gắn cái núm vô. Bé này là 890.000 mã là 890. Mã là 890, 890.000 một cái nồi áp suất nhôm nha mọi người. Mấy cái áp suất nhôm ninh là nó nhừ tan nát luôn mọi người, nó nhừ dữ lắm. 890. À, hàng chị chưa nhận được nữa em. Quỳnh Như Trần, kiểm tra đơn Quỳnh Như Trần giùm mình. Cho khách bình mặc quần kìa. Ai kêu đâu? Mẹ có chị Yến Phạm kêu. Cô anh kêu em hả? Yến Phạm. Yến Phạm hả? Rồi mấy bạn coi có bình nào mặc quần lên nha mấy bạn, đừng chốt cho anh Trung nha. Trung dám nghi ngờ nhan sắc tôi. Con này em ngân cân cho mọi người là 178.000, 178.000 anh chị, đẹp nè. 178 thêm chảo đẹp đi mấy cha với cái nồi nó. Dạ đơn nó để là đơn đang đi á chị. Đơn đang đi à. Đây cái bình chị Thanh ta thích nè, Zoji Rusi. Con này là 108, mã là 108, mã là 108 giùm em, 108.000. Đây nồi mini size. Con này giống đồ chơi quá. À. Cái này là size 20 và sâu lòng là 8 nha. 178 cho anh Thúc Quỳnh. 178 cho anh Thúc Quỳnh nè. Con này là 164, mã là 164 ạ, mã là 164. Nhắc mà. Cái gì? Em nói mà anh đứng với sao anh cười đúng không? Vô ghê quá à. Chơi nhắc ma. Đây em lên thêm con này. Con này là size 22 nha mọi người và sâu lòng là 13 nha. Đây có từ. Con này là 257, mã là 257 ạ. Mã là 257 dày nha mọi người, 257. Có bình uống trà quay mây không chị? Dạ không ạ. Bình uống trà quay nhựa được không ạ? Khó quá. Quay mây mấy triệu à. Về mình thích mình cột mây vô. Đây, con này là 72.000 đẹp nha. 72.000 mã 72 giùm em. Mã là 72 ạ. Cho mình mấy cái chảo đẹp đặc sắc giật giọng lên cho mấy bạn. Trên đầu em sao nhiều chữ quá vậy? Mọi ông quá nghe ông Trung, hơi ông có luôn mà giờ ông quậy tôi hoài đi. Đây lên con này 72 cho anh Trân. Con này là 80 mà tao giải. Ủa gì 172 mà. Đâu 72 bà nội, cái bình đó 172 ông đấm mày. Thì cùng hả? 72. Rồi con này là 80 mà 80. 80 cho Hân Quỳnh. Cái nhỏ chung 100.000. Nhà gớm mà chị không thấy em like gớm ta à. Gớm em bán tấn nha mọi người nha, gớm em bán tấn ạ. À. Rồi con này là size 22 và sâu lòng là 18, có từ nha. Đây tên tèn chống dính luôn. Rồi cái nồi ống này là 219, mã là 219 giùm em, mã là 219 đẹp quá trời, mã là 219 ạ. À. Mũi nó cắn tao này chứ mày hỏi tao gãi dữ, mày nói tao ở dơ cái gì. 219 con này là size 20 và sâu lòng là
sau lòng là 12, xài bếp ga nha, một cái nồi lẩu Thái mọi người. Giận. 219 cho anh Kiên Giang ạ. À. Bé này là 152.000, mã là 152, cái nồi đẹp. Cho nồi áp suất từ đi. Mấy lít vậy chị? Anh Xuân Hưng Lê cần mấy lít? Nói chính xác em lụm luôn chính xác ạ. À. Đây cái ngon lên một cái quánh nhôm, nắp hoa mọi người, mới chưa gắn nắp luôn nè, 120 vui vẻ. Chốt cho cô 10 bình, giống mã 80 đâu vậy anh coi. Cái mã là sọc sọc mã 80. Đâu? Mã 80 là nào cho mình coi. Đốt nhang mũi đi, ngồi gãi hoài chảy máu chân bây giờ. Đâu có cô. Trời, cô nói phải chốt cho cô 10 cái nồi gì, con vui chốt đó đâu có đâu. Em có dùng áp không ngon, chị thấy gì à? Đưa lại gần. Em là nó méo mà nó xa không. Méo mà nó xa không biết. Bởi chị nói vậy mà thiệt cái buồn muốn nói luôn á. Nay em mới đi Hồng Kông về. Áo đẹp nha. À, dạ rồi em cảm ơn Tô Hữu Bằng nha. Trời thiệt buồn muốn nói luôn trời. Cái mặt chành bành gì còn xài áp gì nữa bà nội. Bự như cái tô còn áp gì nữa. Tải mạng hơi lắc chúng ơi. Bỏ nhau hỏi mấy câu vậy nữa nha. Cái này size 28 và sâu lòng là 9. Trời. Đẹp nhất. Không chốt cho bà, giận bà rồi. Đẹp quá mọi người, lòng đẹp lắm. Con này em Ngân bán cho mọi người là 199 bán cái nha. Đẹp luôn, 199 đẹp dữ luôn á. Mã là 199, đừng chốt cho bà Kiên Giang nha. Dám chê cười tôi, dám nghi ngờ cái nhan sắc của tôi. Đây em lên con này, 199 cho Kiên Giang à. Đây con này là 196, mã là 196, nhỏ hơn cái cháu. Anh có thôi đi không? Đồ đáng ghét này. Trời. Đau mày? Đâu, xếp lại được mà. Thôi đừng cố chấp đâu. Thua. 199 có chủ rồi, để em lên con khác nha. Đây, bé này là cuộn trứng nha. Con này là 83, mã 83, mã 83. Không chốt cho anh Trung nữa con. Dạ con cũng thấy vậy đó. Không phải tại khó chốt chứ. Em dễ thương. Thôi, tôi dặn rồi. Đây con này. Có từ nè, hồi nãy anh chị nào hỏi em nè. Đây bé này ngon lành luôn nha. Con này để coi nó ghi mấy lít mọi người. 83 cho Kim Chi. Window chép luôn nha, xịn nha. Sao nó không để lít ta, mấy đứa này khó ưa thì chứ. Rồi con này là tầm 5 lít rưỡi à, tầm 5 lít rưỡi nha. Cái nồi áp suất 5 lít rưỡi là 760 à, 760 giùm em. Mã là 760, 760 ngàn à. Nồi áp suất 5 lít rưỡi. Cho em Chi Lê cho em xin số điện thoại nha. Kim Chi Lê cho em số điện thoại đi. Bên em là chuyển khoản đi hàng. Đơn trên 1 triệu hỗ trợ 50% tiền ship có từ. 760 cho Kiên Giang. 760 em chốt cho anh Kiên Giang. Con này là 95 ngàn, mã 95 có từ, mã 95. Để cho một cái bình giữ nhiệt 2 lít Zoji Ryushi lên cái bình 2 lít. Đây em lên con này size 18 và sâu lòng là 7 mọi người. Bé này nó có 54 ngàn à, mã 54 quá rẻ quà re. 95 cho Kiên Giang. 95 em chốt cho anh Kiên Giang nha. Đây bình thêm hot thể thao. Đây cả nhà. Con này là 179, mã là 179 giùm em. 179 ngàn, mã là 179 à. Đây Zoji Ryushi 2 lít. Ai đó? Thanh Bình, Nguyễn Bình, Nguyễn Thanh Bình. Đây Bình Nguyễn Thanh Bình 54 cho Như Quỳnh Trần. Bé này là 186, mã là 186 nha. Mã là 186, 186 ngàn. Mã là 186, 186 ngàn à. Mã là 186. Rồi em ngon. Ủa trời. Size 25, sâu lòng là 7, có từ, đẹp nhức nhói. Con này là 175, mã là 175. 186 em chốt cho Bình Nguyễn Thanh Bình. Ngày mai chị chuyển khoản nha, không có băng kinh. Rồi ok ạ. Rồi 186 có chủ bình 2 lít. Thì khoảng 2 lít tôi trời ơi. 175 cho Kiên Giang. Lỡ nó 1 lít 9 thì chửi em à. Em nói khoảng thôi mọi người, khó quá. Cái này là size 19 và sâu lòng là 9 nha. Có từ, 186 không còn, lên bình lớn giùm mình đi. Bé này là 215. 215 xịn nha mọi người, để chữ Made in Japan luôn nè. 215. Đây để em ngon lên thêm mấy cái bình lớn nha. Con này là size 25 và sâu lòng là 9. Bé này là 132, mã là 132, cái nồi nhôm đẹp không nắp.
132.000. Đây ai hâm mộ cái 186 nè. Bé này là cũng miệng rộng luôn mọi người, ngon lành cành đào. Con này là 180, mã là 180 ạ, 180.000. Mã là 180 giùm em Ngân. 1 lít 9 thì ok, nhưng 1 lít rưỡi thì nhỏ quá. Ôi trời. Thì em đoán là tầm 2 lít đó, em cũng dơ lên cho mọi người coi rồi. Mọi người thấy ok thì chốt nha. Đây em Ngân lên con này 2 lít nè, thể thao. Bé này là 242, mã là 242. Mã là 242 ạ. Đây, bình inox kiểu đó rất hiếm 2 lít nhé. Ờ anh Trung nói luôn đi anh Trung. Đây em lên con này em Ngân nói tầm thôi mọi người, làm sao mà em đo đông được từng cái mọi người. Cái này size 25 mới đó, nói vậy thôi. Đó, mới chưa xài. Rồi, cái nồi này. Con này em Ngân bán cho mọi người là 420.000, mã là 420. Mã là 420 ạ, 420. 180 chốt cho Vũ Phi. 180 em chốt cho Vũ Phi ạ. Bên em là chuyển khoản đi hàng nha. Mọi người đồng ý với phương thức thanh toán thì ủng hộ em cảm ơn ạ. Rồi con này là size 30 chu cha mà. Ôi cái lòng. Sao hôm nay chảo đẹp quá vậy. Con này là 181.000, mã là 181, đẹp luôn. 181.000, mã là 181 ạ. Đây bé có cái bình nhỏ nắp bật nha, 181 cho Kiên Giang. Con này là 43.000, mã 43. Mã 43 giùm em, bình cute đó mấy bạn. Đây em lên con Ruzi Ruzi 1 lít cho bé nè. Con này là 81, mã 81. Đẹp chưa, có dây đeo luôn nha. Mã 81, sao hôm nay chảo đẹp thiệt. Ai mà bị hết đau chắc nó nghe anh Trung đòi đi ngủ đó. Nãy nghe đòi đi ngủ gì đó. Muốn mua chuẩn thì qua shop Trung mà giá gấp 3 nhé KKK. 81 cho Thúy Nguyễn, 83 cho Nguyễn Hữu Bằng. Rồi, bên anh Trung là chuyên bán bình đó mọi người. Bình cao cấp đã vệ sinh thật kỹ về chỉ xài thôi. Mọi người có nhu cầu mua bình VIP chuẩn số lít thì qua ủng hộ anh Linh nha. Còn anh Trung lộn, xin lỗi. Qua ủng hộ anh Trung nha. Còn em Ngân thì chỉ phỏng đoán thôi mọi người. Tại vì cho dù nó là 2 lít hay là 1 lít rưỡi thì em cũng cân chứ em đâu có đo đâu mọi người. Đâu phải đo lít tính tiền đâu. Cái này là size 20 và sâu lòng là 13 nha. Có từ luôn mọi người, một cái nồi màu đỏ chống dính. Em này em Ngân cân cho mình là 324, mã là 324 giùm em. Mã là 324, một cái nồi xịn sò 324.000. Tên 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 chảo ba ngăn nè. Rồi con này em Ngân cân cho mình là 127, mã là 127 giùm em. 127 bếp ga nha, bếp ga. Mã là 127 ạ, 127.000. Rồi em lên một cái bình nhỏ nè, nắp bọt. Con này là 44.000, mã 44. 127 cho Kiên Giang. 127 em chốt cho anh Trung Kiên Giang. Rồi con này là size 27 và sâu lòng là 10. Đây, con này là kitchen chef nha mọi người, đẹp luôn, bất bình từ. Màu hồng lòng trắng, 226.000, mã là 226 giùm em. Mã là 226. 127 có chủ rồi nha. Đây lên cái chảo pháp. Size 23 sâu lòng là 6. Em này là 181, mã là 181. Mã là 181. 226 cho Kiên Giang. 226 em chốt cho anh Kiên Giang. Bình công chúa mọi người, công chúa. Con này là 57.000 nữa lít, mã 57 giùm em. Mã là 57 ạ, 57.000. Cả nhà yêu có yêu cầu gì, yêu cầu đi mọi người. Bữa nay đồn nhiều mà sao không ai yêu cầu gì vậy. 132 cho mơ bùi. 132 cho mơ bùi nè. Còn bình ủ cháo không em, lên lon ủ cháo giùm mình. Bé này là size 27 lòng có từ nha. 194, mã là 194 giùm em. Đây 194.000. 57 cho Tho Phú. 57 em chốt cho Tho Phú nha. 57 cho Tho Phú. Đây lon 150 nè. 150, mã là 150. Một cái ủ cháo. Xem nồi đỏ mới qua. Nồi đỏ có chủ chưa, cho xem lại giùm. Đây em lên con này. Chu cha đẹp. Đẹp quá mọi người, hiệu Tiger. Mày vô duyên tao cân cái mày cái nhỏ này. Con này là 59.000 đẹp nè, mã 59 giùm em, mã 59. Đây nồi đỏ mới qua nè, zin bé. Hôm trước chị chốt còn giữ cho chị không? Chị có chuyển khoản chưa ạ? Đã chuyển khoản thì còn giữ nha. Chị mơ bùi, đơn mơ bùi còn lâu không mấy bạn? Đây con này. Con này là 324, mã là 324, đơn mơ bùi còn giữ không? 59 cho Thu Lan Đặng. 59 cho Thu Lan Đặng. Đây em lên thêm con quần đó. Joji Rusi kệ. Nói chứ lên con chung nha. Con này là 188, mã là 188 giùm em. Mã là 188 ạ. À. Ủa là sao chuyển khoản chưa?
Ủa sao nó nói đi đơn rồi chị? Ủa chuyển khoản rồi sao kêu lưu là 324 cho riêng bé. Đi rồi mà. Ôi là trời mà mơ. Nhớ lộn số nè. 324 cho riêng bé nè. Có cái cặp lồng inox dày nào không? Lên cái nồi mình. Tao đọc giá chưa mày dẹp? Rồi phải không? Trời hỏi tùm lum làm lộn xà ngầu lên. Rồi con này là size 24 và sâu lồng là 7 màu đỏ đô lồng trắng. 131.000 mã là 131 giùm em. 188 em chốt cho Thu Lan Đặng à, cho em cái số điện thoại nha. 188 cái gì vậy? Rồi lên thêm bình giùm mình. Con này là 95.000 có từ mã 95. Đừng. Mọi người ơi, mọi người em nói nghe nè. Mọi người coi nhân viên đã gửi cái mã vận đơn là đã đi rồi á mọi người. Giờ em livestream mọi người hỏi sao em biết được. 72.000 mới tin. 72.000 mã 72. 95 cho anh Kim Jan à. Đây em lên thêm một con bình inox Saga Tiger. Con này đẹp dữ cười. Có dây đeo luôn nha. Ai mà nhận được mã vận đơn tức là đơn đã đi rồi mọi người nha. Đây con này. Con này 155 đẹp quá ta. Con này nó ngộ nữa, nó dẹp nha, chứ nó không tròn nha. 72 cho Hân Huỳnh. 72 chốt cho Hân Huỳnh. Đây đẹp chưa, đẹp chưa. Con này đẹp quá à. Con này nhìn đã lắm. Anh có bao giờ thấy mã dựng đơn không? Anh đi xe ôm mà mã dựng đơn. Có cái sâu lồng, có cái lồng trắng sâu lồng. 155 cho Tho Phú. 72 có chủ rồi ạ. À. Đây em lên thêm con này màu nâu. À bé này là 91.000 mã 91 giùm em. Mã là 91 ạ. À. 91.000. Em lên con này size 26 và sâu lồng là 6 nha. Bé này là 137 đẹp chưa mọi người? Mã là 137. Mạng lóa vậy em. Mọi người thấy mấy ngon rõ không, mọi người? Mọi người thấy ngon rõ không, mọi người? Rõ lên nha. Chảo sâu lồng có luôn. Con này là size 27, sâu lồng là 8 nha. Bé này có từ 179, mã là 179 giùm em. Mã 90, là 179. 91 cho Thu Lan Đặng. Chảo sâu lồng em, 91 cho Thu Lan Đặng ạ. 91 cho Thu Lan Đặng. Đây em lên một con bình inox đẹp. Bé này là 81, mã 81, mã 81. Chừng nào mà bị nhòe hay gì thì nói em biết nha. Nãy giờ đăng ký 3G hai lần rồi hả? Thấy rõ đẹp nè. Thấy mặt hơi trắng trắng nhìn sao ấy. Đứa bình mặc quần này tao không chốt cho ông Trung, không dám phê bình tao. Trời tại đèn thì nó trắng thôi sao tôi biết được. 54.000 mã 54, mã 54. 91 có từ không mấy bạn coi lại giùm mình. Đây em lên một con sào sâu lồng. Bé này là size 30 và sâu lồng là 10 có từ nha. Em này là 235, mã là 235, mã là 235 ạ. À, có bình lùng miệng rộng có nha. Chưa chuyển khoản mới nha, hỏi. Có từ nha. Kìa nồi nhôm thiếu nắp 70k đó, chắc đi Mỹ rồi, em không có thấy rồi đó. Đây em lên con chảo mới size 25 em bán cái nha. Chảo mới. 235 cho Nguyễn Hữu Bằng. 235 cho Tô Hữu Bằng. Em này là 236.000 mới nha mọi người, đẹp. 236, mã là 236 giùm em. Vậy là nó xả của bà rồi. Tên 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 tèn. Lấy cái khác đi. Lên cái nồi nhôm khác cho chị đi, nó xả mất của chị rồi. Đây em ngân lên con này 1 lít nha mọi người. Bé này là 78.000, mã 78 giùm em. Mã 78 với bình lớn nhìn chế đi cu. Mã 78 cả nhà yêu ơi, mã là 78. Em có một cái quánh inox. Bé này là size 20 và sâu lồng là 9 nè. Có từ luôn nha. Rồi cái quánh này có chống tràn nha mọi người. 179.000, mã là 179 giùm em. 179.000 ạ. Trời mọi người phải trân trọng cái livestream này nha mọi người. Biết sao không? Tới thứ ba mới gặp, tối thứ ba mới gặp ạ. Đây em lên thêm con này 2 lít miệng rộng nè, lùng. Rồi con này em ngân cân cho mình là 219, mã là 219 nha. Mã là 219. 179 cho Bình Nguyễn Thanh Bình. 179 em ngân xin chốt cho Bình Nguyễn Thanh Bình ạ. 179 cho Bình Nguyễn Thanh Bình. Rồi em lên cái lồi dơm rất là xinh đẹp. 219 cho chị Ngô Phương Trâm, cho em số điện thoại nha. Bên em là chuyển khoản đi hàng. Đơn trên 1 triệu hỗ trợ 50% tiền ship. Bé này là size 23 và sâu lồng là 10. Cái này nhiêu huynh đệ? Rồi. Mới tin mọi người, chưa gắn núm luôn nè. 130.000, mã là 130. Cái nắp còn có bông hoa nữa. Lên ấm inox dày. Lên ấm inox dày, ok anh Vinh ngang. Đây mọi người, chưa gắn cái núm luôn nè. Quá xịn rồi.
Rồi lần sau nó tự ý xả đến tận shop đánh luôn. Trời, 130 cho trang trần. Lần sau tự ý xả đến tận shop quánh luôn. Trời, mày chốt đơn cho vợ 5k hay gì vậy? Trời ơi là trời, gan thiệt luôn á, mày dám xả của vợ 5k mày chết mày rồi. 130 cho chị Trang Trần, cho em số điện thoại đi ạ. Bên em là chuyển khoản đi hàng, đơn trên 1 triệu hỗ trợ 50% tiền ship nha. Đây em lên con này, bếp ga nha. À, inox dày 2 lít 145.000, mã là 145. Mã là 145, bên trong có lưới lọc luôn nha mọi người. Núm đen quá ơi là trời. Ông Trung này thiệt tình luôn á. Đây em lên con này, size 27 và sâu lồng là 7. Bếp ga nhà 145 nhất dinh, lên thêm inox dày hết đi. Con này là 134 ạ, mã là 134. 134.000 bếp ga lồng đẹp nha. À, đây em ngân lên thêm ấm inox mấy cha mấy mẹ. Đây em lên con này, một cái nồi inox dày có từ luôn nha mọi người, size 22 và sâu lồng là 10 nè. Đây cái núm màu xanh được không anh? Núm hết đen rồi nó xanh nè. Cái núm này là 231.000, mã là 231 giùm em. Mã là 231, 231.000. Đây em ngân lên thêm nha. Có từ mọi người nha, chảo này là chảo chiên trứng 76.000, vân đá, mã 76 giùm em. Mã 76. Mấy cái ấm inox dày đó xong lấy đại đi, từ không từ đều được mà. Đây em lên con này, miệng rộng nha. Núm xanh đẹp. Con này là 183, mã là 183. Mã là 183, bình ủ trà có giữ nhiệt. Khanh đồ với tôi hay gì? Bình ủ trà không giữ nhiệt sao ủ? Ôi là trời, cho bình ủ trà Minh Quả coi. Trời đất ơi, bình ủ trà không có giữ nhiệt không? Đưa cái bình ủ trà Minh Quả coi. Thiệt nghe mà buồn thúi ruột luôn. Đây em lên con này, bếp ga nha mọi người. Bé này, trời cái lòng đẹp dữ. 183 cho anh Trung. 183 cho anh Trung. Con này là 168, 168 ạ, mã là 168 nha. Bạn nói rõ anh Trung nào để bạn kia không biết đó nha. Đây em lên nhẹ cái bình ủ trà Minh Họa nè. Đây bình ủ trà. Con này là 240, mã là 240 giùm em. 169 cho Nhất Vinh, lên mấy cái ống inox giùm mình đi. 168 chứ phải 169. Người ta bo 1.000 thì lấy đi trời. Kỳ cục. Con này là size 25 và sâu lồng là 6 nha mọi người. Đây mới em bán cái nha quý vị, mới tin. Con này bán cho mọi người 140 vui vẻ. Quá là xinh đẹp, mã là 140 giùm em. Ai thích chảo mới thì lấy những con đấy nha. Em lên con này có từ 2 lít nha. Con này là 150, mã là 150, 150.000. Khách hỏi anh bình giữ nhiệt còn zin không? Anh trả lời sao? Anh nói là chỉ có em còn zin thôi, còn cái bình thì em không biết. Đây 2 lít nữa này Vinh. 140 chốt kìa. 140 chốt cho Thế Hoàng. Thế Hoàng. Dạ rồi, em chào khách mới nha. Bên em là chuyển khoản đi hàng. Mọi người đồng ý với phương thức thanh toán này thì ủng hộ em nha. 131 ạ, mã là 131. Sửa cái đèn kìa, nó giật 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 kìa. 131 đẹp này Nhất Vinh, cái lòng mới tin luôn. 131, mã là 131. Rồi em lên một cái quánh inox. Con này là hai đáy có từ luôn. Size 19 và sâu lòng là 9 nha. Bé này em lên cân cho mình là 190, mã là 190 ạ, 190.000. Kìa vợ 5k hỏi mày chảo giống dính lòng trắng kìa. Lấy chảo giống dính lòng trắng cho chị Mơ. 131 có từ không? Cho mình xem. 131. Không Hiền ơi, 131 là bếp ga nha. Đây em lên con này 2 lít mọi người, chuyên giữ nóng nè. Bé này là 286, 286 nhìn nó bự ghê không? Mã là 286 giùm em. Trắng sâu lòng giùm em, lên mấy cái chảo xào đi anh em. Đây chảo này có từ nè chị Hiền. Nhưng mà nó 1 lít nha, có còi luôn. Ấm với chảo gì cho. Ấm, xin lỗi. 110, mã là 110. Mã là 110. Giống như anh bán bếp ga mà khách hỏi xài điện nhiêu vôn. Thì trả lời ta đi trời. Con này nó có từ mà nhẹ nhẹ thôi, tính bếp ga thì nó có hết đó mọi người mà nó nhẹ nhẹ. Đây em lên một cái nồi lẩu nha. Con này đẹp, size 25 luôn nè. Và sâu lòng là 13, có chống tràn à. Đẹp, mới, ngon lành. Rồi cái này là 216.000, mã là 216. Mã là 216 giùm em. 216.000. Cho em thêm mấy cái bình thể thao thể bọng nè coi. 2 lít có từ, đẹp tí, mua tặng Ngân. Lấy một cái ấm 2 lít có từ. Đây cái này trước mặt em nè. Ừ đúng, cái bên đây. Ừ
Móm bể thì sao em? Móm là gì ạ? Móp á. Móp bể hả? Bể thì hôi xui thôi. Con này xài bếp ga 2 lít có còi mà không có từ, bên em chỉ bao bể thôi à. Còn chuyện mà trầy với móp là chuyện đương nhiên rồi, đồ si mà. 131.000, mã là 131. Mã là 131, 131.000. Chảo sâu lòng đang sắp lên anh Trung. Lên cho em chảo sâu lòng đi mấy anh chị ơi. Đây con này mới tinh quá trời đẹp rồi. Bé này em ngân cân cho mình là 266. Mã là 266 giùm em. Mã là 266, bên em chỉ bao bể vỡ thôi mọi người. Còn cái chuyện chày với móp là mọi người cứ nghĩ đó là chuyện đương nhiên đi. Đồ si mà. Đây sâu lòng, vân đá và có từ nha. Em này là size 28 và sâu lòng là 9. Con này là 220, mã là 220. 266 em chốt cho David nha, David. Đây một cái con sâu lòng nhỏ. Con này là size 23 và sâu lòng là 7 chưa chế. Bé này là 143.000 có từ, mã là 143 như cái quánh đi. Lên bình nhỏ em bé, ok. Lên bình nhỏ em bé cute đi. Đây em lên cái bình 1 lít 220 cho Vũ Tiến nè. 20 là gì vậy? Cái chảo. Rồi con này là 74.000, 74.000 mã 74, 143 cho Thu Ngân. 143 cho Thu Ngân. Em lên thêm con này. Con này là nửa lít nha. 70.000 mã 70, mã 70 giùm em ạ. À. Mã 70. À, đăng chảo lên 20 tin nhắn chờ mà không dám chết. Chảo chưa thấy đâu hết. Là 74 sao anh? Cho Hải Nguyễn. 74 chưa Hải Nguyễn. Là đăng mấy chảo mới mua á hả? 92.000 mã 92, trời chưa về nhà nữa mà đăng lên là ông gan quá. Gan thật sự luôn ý. Đây em ngân lên cho mình một cái chảo, lấy thêm chảo sâu lòng đi mấy bạn. Con này là size 26 và sâu lòng là 7 nha. Bé này là 105, mã là 105, về không kịp bán hả? Trời 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 trời. 92 nghe là thấy đẹp trai liền, 92 Thọ Phú. Con này size 28 và sâu lòng là 9. Còn mấy mai điện phay tham, cái em điện anh lấy, em điện anh lấy cho nó nhanh. Giống như Thúy Hai lửa mà anh nào đó hỏi em có chồng chưa chứ. Bị hỏi hoài luôn á. 168 mã là 168, chảo đẹp cho mọi người 168.000. Xong cứ nhấn nhá cái đoạn hai lửa của nó hoài nó quê không. Con này là size 30 và sâu lòng là 8 nè. Con này là 177, mã là 177. Chảo ngân đẹp quá mà. Đâu có, là do anh Trung lựa kỹ quá mà. Đây 2 lít nè, ken 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 ken. Trời ơi là trời. Đây 2 lít đẹp luôn nha. Thể thao, con này là 225.000, mã là 225. 225.000 ạ. Mã là 2, làm như em dặn nó mất ghim này sao á. Em nghe cái lớp keo nó chắc lắm luôn á mọi người. 225 em chốt cho Hoa Ngô Thị Hoa. Rồi em ngân lên thêm cho mình một cái quánh chống dính nè. Bé này là size 18 và sâu lòng là 8 nha. Con này là 86.000, mã 86, mã 86 ạ. Chảo Đức quý vị. Con chảo Đức này là size 29 và sâu lòng là 6. Em chảo Đức này là 213.000, mã là 213 giùm em. Mai mốt đổi lại anh Giang mới đúng. Là sao? Anh đó tên Giang, còn anh tên Kiên chứ phải anh Kiên Giang nha. Anh Giang hả? Chứ phải anh Trung hả? Còn Trung là tên ai? Là anh Giang hả? Vỗ tay em là cái gì? 213 cho Kiên Giang. 213 cho anh Giang ạ. Vô tay em là cái gì còn Vin nội? Tao thấy mày tự đặt. Con này là 155, mã là 155. Mã là 155, anh Giang đúng không? Ok anh Giang. Anh Giang chồng chị Mai đúng không? Con này là 99.000, mã 99. 213 cho anh Giang nè. Thôi đừng có đùa giỡn nữa, giỡn là vui lắm biết không. Đây con này 1 lít 123.000, mã là 123. Chảo sâu lòng đi. 123.000, mã là 123. Đây em lên một con chảo này. Con này là 62.000, mã 62. Xài bếp ga nha mọi người. Mã 62, lòng đẹp nha. Thấy cái đít không đẹp nhưng mà cái lòng nó đẹp. 123 chốt cho Mai Ly. 123 em chốt cho Mai Ly size ghét nè. Con này là size 30 và sâu lòng là 9 nha. Chảo xào 62 cho Rin bé. Bé này là 175.000, cái lòng đẹp nhẹ vậy thôi. 62 cho Rin bé nè. Rồi em lên một cái quánh nhôm nha. Bé này là size 15 mọi người. Trời đất ơi, cái quánh nhôm đốt mọi người như tiền. 25.000, 25.000, ghê chưa. Tên tên. Em lên cái chảo pháp size 30 nè. Cái này bán trái đâu quý vị ơi, nó đẹp lắm.
Rồi con chảo Pháp này bán cho mọi người 300 vui vẻ, 300 ngàn vui vẻ, mã là 300. Anh xem like cười hoài ra đường mấy em tưởng anh 2k không đó. Có mình rồi. Có không để đi hướng Quỳnh Trần. 25 cho Như Quỳnh Trần. Nhỏ nào khen ổng 2k vậy. Cái này là size 23 và sau lòng là 12. Có từ nha mọi người. Không thể tin được luôn á. 246 ngàn. Mã là 246 mọi người. Mã là 246. Con thấy hai lửa nó cùm. Nó cùm. Nó cười muốn tắt lửa với anh Trung luôn. Trung nói như thiệt vậy đó. Đây em lên một cái quánh chống dính nha. Bé này size 26 và sâu lòng là 6. Lên dài cái ấm dày nóc giùm em đi. Bé này là 86 nha. Mã 86 nha, đẹp nha mọi người. Mã là 86 giùm em. Mã là 86 à. Còn trăm mấy nè bay. Xu trăm mấy quay xu luôn. Đây em lên mấy cái thố men nha. 86 cho Kiên Giang. 86 em chốt cho anh Kiên Giang à. Đây con này anh Giang, anh Giang, Giang chồng chị Mai. Đây, con 2, 3, 4 đứa nha mọi người. Ồ, 4 đứa này dày nha. Thôi bán 2 thôi, 4 hơi nhiều. 2 đứa này 144 ngàn trước ạ, 144 ngàn. Rồi 2 đứa tiếp theo là 202 nha. 202 tại nó lớn mọi người, nó dày. 202. Miệng nói tay làm mà lúc nào cũng tươi. Dạ em cảm ơn chị Năm. 144 cho Rin bé. Đây em lên cái bình nắp bọc nè. Con này là 141, mã là 141 ạ. 141. 202 cho Rin bé. 202 em chốt cho Rin bé luôn nha. 202 cho Rin bé. Lên nhẹ cái ấm nước mọi người. Con này 4 lít có lưới lọc bên trong luôn nè. Bé này xài bếp ga nha. Con này là 161, mã là 161, 161 ngàn. Mã là 161 giùm em. Đây em có ấm nhôm mới nha mọi người, mới keng 100% luôn nha. Còn tem nè, 150, mã là 150 giùm em. Đẹp nha mọi người, còn tem nè, 150. Bán cười ra bán lại nữa. Chị 202 chứ không chị sao rồi, riêng bé trước đó nha. 150 mới tin luôn mọi người. Còn tem nè, mã là 150 giùm em. Mã là 150 cái ấm nhôm đẹp. Đây em lên thêm cái bình 1 lít nè. Con này full inox luôn nha. Bé này là 138, mã là 138 giùm em. 138 ngàn. Đẹp nha mọi người. Rồi em lên cái chảo này chắc không ai thích đâu ha. Con này là size 25. Chảo xài bếp ga nha mọi người. Chảo nướng 166, mã là 166 giùm em. Chảo nướng, mã là 166. Sâu lòng từ đi. 150 em chốt cho Nguyễn Thọ. Cho em số điện thoại đi Thọ ơi. Em lên một con chảo Pháp mọi người, xài bếp ga nhưng mà nó mới. Con này là 110, mã là 110. Có bình Nike không? Bình Nike nãy có đó. Bình Nike nè. 166 em chốt cho anh Kiên Giang. Đây bình Nike này mới đẹp luôn nè chị, uy tín luôn. Trời ơi, 155 ngàn, mã là 155. 110 cho Kiên Giang. 110 em chốt cho anh Kiên Giang. Một cái chảo xào mọi người, vân đá màu đỏ nha. Bé này size 28 và sâu lòng là 8. Con này là 195, mã là 195. Mã là 195. 195. Tự giờ kêu đổi là anh Giang nghe không quen miệng sao đó. Nghe lạ quá luôn á. Đây em lên con này hiệu Tí G nè. Cái bình Tí G này 99 ngàn nha. Mã là 99 giùm em. Mã là 99. Một cái bình Tiger. Chảo đi anh em, chảo đâu anh em, chảo đất ơi, hai ba đứa đứng vòng qua em lại. Đùa nữa rồi. Đây em lên một cái ấm, con này thì nó bếp ga 2 lít nha. Bên trong có lưới lọc luôn nè. Rồi con bếp ga này là 124, mã là 124, nồi inox dày. Mã là 124, 99 cho Hai Nguyên. Hai Nguyên cho em số điện thoại đi, bên em là chuyển khoản đi hàng. Đơn trên 1 triệu hỗ trợ 50% tiền ship nè. Cái màu nó như vậy mọi người, nó mới chứ không phải nó cũ nha quý vị. Nó cái màu nó như vậy thôi. Có từ, con này là size 28 em bán cái nha, cái này đẹp quá. Rồi cái này em đang bán cho mọi người là 230 ngàn, đẹp. Mã là 230, nó ngắn gọn vậy thôi, nó đẹp. 230 ngàn, mã là 230. Em có một nồi chống dính không nắp, size 28 và sâu lòng là 8. Con này là
230 cho Kiên Giang. 230 cho anh Kiên Giang. Con này là 187 ạ, 187 chảo nồi chống dính ạ, 187 giùm em. Mã là 187. Đây em lên cái nồi dày cực mọi người. Dày dữ luôn á. Có từ nè. Dạ rồi. Con này là size 27, sorry ngang, đông gấp quá không nhớ hết ạ. 560.000, mã là 560. Mã là 560 ạ, 560.000. 187 em chốt cho Gin bé nha. 187 cho Gin bé nè, đem hết qua đây. Con này là 72.000, mã 72. Mấy cái quánh này chiều mình chơi đâu, mấy cái chảo mấy cái quánh này chiều mình chà đâu trời. Đem ra bán đi. Đây em có cái quánh nhôm nhỏ size 15. Con này là 29.000 mọi người, mã là 29 giùm em. Cái nhỏ xíu xíu à. Bình Ikea nữa nè. Đây, bình Ikea nãy chị đã lấy chưa? Cái gì kỳ vậy bà? Con này 153.000, mã là 153. Lên hỏi cái bình Ikea, lên cái bình Ikea không lấy là sao? Đây, đẹp không mọi người, đã vệ sinh rồi nè. 29 cho Minh Khôi kia. Con này là size 24 và sâu lòng là 5 nha. Bé này là 213, mã là 213. 213 em chà rồi, nó đẹp chưa? Chào bé Gute, em chào Phong Ba Bảo Tám nha. 71.000 có từ mọi người, chảo chiên trứng, mã 71 giùm em. Mã 71, nghe cái tên là thấy sóng gió liền. Con này là size 24, sâu lòng là 5, mới đẹp ạ, à, mới và đẹp nha. Bé này là 97.000, mã 97 giùm em, một cái chảo bếp ga đẹp. Mã 97 ạ, 2 lít đi. Mã 97 giùm em. Rồi cả nhà yêu cần gì comment liên tục em lên cho mình nha. 97 cho Kiên Giang. Con này là size 20 và sâu lòng là 7. Cái này là cái quánh thép em già nè, sạch bon luôn. Rồi cái quánh thép này là 120.000, mã là 120 ạ. Quánh thép đã vệ sinh nha. 120.000, mã là 120. 97 anh Kiên Giang, bình Tiger 1 lít mọi người. Con bình Tiger 1 lít này là 90.000, mã 90, đẹp chưa? Nắp bọc tốt luôn. À, mã 90 giùm em, 90.000. Rồi em lên thêm con này. Tầm 1 lít rưỡi nha mọi người, tầm 1 lít rưỡi nha. Con này là 186, mã là 186 giùm em, 186.000. 90 cho anh Trung. 90 cho anh Trung ạ, 186.000 con này. Quay xếp ra xếp vô được nha. Mã là 186. Đây, màu xanh. Con này là size 25 và sâu lòng là 6, màu đẹp quá luôn nè. Con này là 156.000, trời ơi con nó đẹp nè. 156, mã là 156 giùm em. Anh sóng gió còn em như núi lửa phun trào. Anh em mình là Phong Ba Bảo Táp. Kiếm mấy con men như vừa nãy rồi. Mấy bé kiếm cái thố men cho chị Năm coi mấy bé. Đây cái bình nắp bọt nha mọi người. Con này là 72.000, mã 72, đẹp nha, chấm bi. Mã 72 hiệu Themot. Mã 72, 72.000. Chảo chiên trứng màu đỏ có từ nha. Em này là size 20, cho mình mấy cái nồi inox đi. Con này là 85.000, mã 85 giùm em. Mã 85, 72 của anh Trung nè. Đây, bình nắp bọt 1 lít ạ. 72 là gì coi? 72 cái bình hả? Rồi con này là 94, mã 94. Mã 94 giùm em luôn, 94.000. Em lên nồi, em lên nồi inox dày. 85 cho anh Kiên Giang. Bé này là size 27 và sâu lòng là 14 nha cả nhà. Có từ. Rồi con này đẹp nha, dày lắm luôn. Bé này là 508, mã là 508. Một cái nồi inox dày 508.000, hai đáy luôn nha. Mã là 508, 508.000. Nguyễn Thọ 9 gì ạ? 9 là cái gì? 508 Nhất Vinh. Con này là size 20 và sâu lòng là 10. Bé này em ngân cân cho mình 125. Mã là 125 ạ, 125.000 một cái quánh nhôm. Đây em lên bình inox nha. Cho mình nồi nhôm đi. Đây con này là 75.000, mã 75. Mã 75 giùm em. Mã 75 bình inox 1 lít. Đây chị Năm, em bù cho chị Năm cái nồi nè. Nồi nhôm không nắp, size 21, sâu lòng là 11. Nồi nhôm nha mọi người, nó không có nắp. Con này là 138, mã là 138 giùm em. 138. Lên chảo thêm đi bạn ơi. Ok, lấy chảo thêm cho anh. Đây sâu lòng màu đỏ. Con này là size 25. Đó, đẹp chưa, có từ. Con này là 128, mã là 128 giùm em. Lòng đẹp nha, 128.000. Đây em có con chảo hai màu, bé này bắt được từ luôn nha.
size 25 và sâu lồng là 9 nè. Con hai màu này là 141, đẹp chưa đẹp chưa. Mã là 141 dùm em, màu xanh đẹp quá. 141.000. 128 em chốt cho Thọ Nguyễn à. Nay không thấy chảo Mỹ. Ai mà quét đâu trời. Có sao thì em lên vậy. 128 cho Nguyễn Thọ nè. Đây con này. Con này là 300.000 chẳng luôn á. 300.000 chẳng siêu to khổng lồ, 300.000 chẳng mà đẹp nữa. Có ly cà phê không em? 264 cái á chị. 264 cái giùm em, mã là 260. Đây, đây đây, hàng mới 100% luôn. Một cái ly vậy dung tích là 450ml nha. Có trầy nhẹ do vận chuyển, hàng mới 100% chưa xài à. 264 cái giùm em, còn đầy đủ catalog hết luôn. 264 cái, mã là 260. Cái này mình đổ nước sôi vô cầm vẫn không nóng tay luôn nha. Còn uống bia thì lâu tan đá. Rồi cái này là size 20 và sâu lòng là 10 nha. Một cái nồi nhôm ạ, à. Một cái nồi nhôm không nắp. Con này là 127.000, mã là 127, 127. Cho thêm mấy cái chảo đi, sao nín thinh hết rồi. Lấy cái chảo sâu lòng. Đúng là bà chủ bán hàng rất điêu luyện. Rồi em cảm ơn nha. Mấy chảo sâu lòng đâu hết rồi mấy bạn. Đây em lên con này, hiệu Themos nha. Size 30. Đồ hả mày. Con này là 207, mã là 207. Mày cười vậy mày không tin tao rồi. 207 em chốt 1, cho, 2, Long Phượng. Cho Long Phượng. 127 cho Long Phượng. 127 cho Long Phượng. Rồi con này là size 23 và sâu lòng là 10 nha. 207 cho Kiên Giang. 207 Kiên Giang. Con này là 144, mã là 144 giùm em. 207 em chốt cho Kiên Giang. Đây em lên con này. Có quánh men không em? Có quánh men không mấy bạn? Cái này size 14 và sâu lòng là 8. Trời ơi, cái lòng nó mới tinh luôn mọi người. Mới tinh luôn nè, lòng rất đẹp. Con này là 130.000, mã là 130, đẹp xỉu. Mã là 130 giùm em. Tai bé rất điêu luyện, quay quay. Đang buồn ngủ mà có anh Trung là tỉnh. 130 cho Kiên Giang. Con này là 117 đẹp nè, có từ luôn nha. 117, trời ơi, có cái dồi đó nè. 130 cho anh Kiên Giang. Em lên một quánh inox nha mọi người. Hai đáy có từ luôn ạ, à. Hai đáy có từ sáng bóng luôn nè. À. Rồi, con này là size 20, 186.000, 186 giùm em. Mã là 186 ạ, à. Mã là 186 giùm em, 186.000. Đây, quánh men hồi nãy thầy nào hỏi tôi có từ luôn nè mọi người, lòng đẹp nha. Rồi em lên con quánh men size 16. Bé này em ngân công cho mình là 134.000. Mã là 134 ạ, 134 có chốc nhẹ đây xíu nha. 134.000. Mã là 134 giùm em. Đây, 2 lít màu xanh, con này là Themos nha mọi người. Cái này là Themos ạ. Bé này là 192, mã là 192. Mã là 192. 186 anh Kiên Giang, 134 Hùng Nguyễn. 186 có chủ chưa? 186 là gì? Rồi lấy thêm mấy cái quánh inox dày lên giùm mình. 134 của anh Hùng Nguyễn, 134 anh Hùng Nguyễn có bình inox vòi dài cong cong tầm 1. Con này là 81, mã 81, mã 81. Có một cái bữa anh lấy mất tiêu rồi đó. Bé này 1 lít nha mọi người, cái nắp của nó là cái ca nè. 192 cho Thu Lan Đặng. 192 em chốt cho Thu Lan Đặng nè. Đây lên nhẹ cái quánh men nó cũng đẹp gì mấy đâu mọi người ơi. Cái này là size 18 và sâu lòng là 8 nha. Đây hoa lan đồ, đẹp đồ. 81 cho Hai Nguyên. Con này bán cho mọi người 250, rất là đẹp. 250 nha, đẹp cực kỳ. Mã là 250 giùm em. 81 em chốt cho Hai Nguyên, lót kỹ giùm mình nha, cái này đẹp. À, đây em lên nhẹ một cái chảo pháp mọi người. Bé này là size 21 ạ, à, bếp ga. À, con chảo pháp bếp ga này là 113.000, mã là 113, 113.000. Đây em lên con này. Cái này là size 22 và sâu lòng là 12. Hai đáy có từ luôn, một cái nồi inox rất là dày. Đây con này. Con này là 237, mã là 237 giùm em. Mã là 237 ạ. À. Mọi người có cần gì thì comment em ngon lấy cho mình nha. Mã là 237. Cho tôi mấy cái nồi các size đi mấy bạn. Nồi nhỏ, nồi lớn. Cái này là size 18 và sâu lòng là 8 nha mọi người, quánh nhôm. Em quánh nhôm này là 79.000, mã 79 giùm em. Một cái quánh nhôm có miệng rót, mã là 79. Đây,
đây em lên một con chảo cam size 24 và sâu lòng là 7 nha. Sâu lòng mọi người, chảo cam. Con này là 134, mã là 134 ạ. 113 cho Thế Hoàng. 113 cho Thế Hoàng ạ. À, ấm 2, chờ ấm 2 lít có từ. Ấm 2 lít có từ. Con này là size 25 và sâu lòng là 11. Cái này mới em bán cái nha, nồi chống dính mọi người. Mới em bán cái ạ. À. Rồi con này em ngân bán 440 ngàn, nồi chống dính đẹp mới luôn, 440, mã là 440. À, nè hỏi em 2 lít có từ, ấm 2 lít có từ. Đây em lên con 2 lít có từ Út Hèn. Con này là con này có 115 ngàn Út Hèn ơi, 2 lít có từ có còi luôn, 115 ngàn, mã là 115. Rồi em lên con này đâu ra size 16, sâu lòng là 7. Con này là 77 ngàn một cái quánh nhôm. Ở đâu ra chảo Tifan size 40 trời. Đùa nữa rồi. Làm gì có chảo Tifan size 40. Bình 1 lít nha. Bé này là 123 ngàn, mã là 123 dùm em. 123 1 lít màu hồng, mã là 123. Rồi cả nhà yêu cần gì lên hết dùm em nha. Mấy chảo đó xong lên nói nãy giờ luôn á. Đó, mấy chảo sâu lòng to. Đây em lên thêm con sâu lòng size 26, sâu lòng là 8, đẹp quá mọi người. Ngon lành chưa. Rồi bé này là 166, mã là 166, 166 ngàn. Xem giùm lòng cái đẹp không, đưa đây coi. Đưa đây coi cái lòng các bạn. Đây con này. Lòng bình thường chị, lòng bình thường nha. 166 cho Tiến Lương. 166 em chốt cho Tiến Lương à. Cho em số điện thoại nha. Bên em là chuyển khoản rồi mới đi hàng. Con này là size 26 và sâu lòng là 9, có từ nè màu xanh. Vân đá 162 ngàn, mã là 162 dùm em. 162, mã là 162. Đây em lên cho mình một cái nồi inox lớn. À, bé này là size 28 và sâu lòng là 9. Bếp ga nha mọi người. Bếp ga, một cái nồi inox lớn xài bếp ga. 257, mã là 257, mã là 257. Chảo sâu lòng chống dính, rộng rộng dùng cho bếp từ, chảo miệng rộng sâu lòng á. Đây miệng rộng sâu lòng bếp từ này chị. Con này là size 26 và sâu lòng là 8 nha. Đây miệng rộng sâu lòng. Bé này là 166 ngàn, mã là 166 dùm em. 166 ngàn. Em ngon lên một con chảo nha mọi người. Con này là chảo inox có từ luôn nè. Bé này là size 27 nha. Rồi chảo inox này là 385 ngàn, mã là 385. Mã là 385, 385 ngàn à. Rồi em ngon lên thêm một cái bình 2 lít nha, miệng rộng. Ruột đau mất ruột rồi, kiếm cái bình khác. 385 cho Nhất Vinh. Con này là size 27 và sâu lòng là 10 nha. Em này là 140, mã là 140 dùm em. 140 ngàn, chảo pháp không quay. 140 ngàn. Nồi chống dính cả nhà, nồi chống dính. Con này là size 23 và sâu lòng là 10. Hai đáy có từ ạ. Mai cho anh xem hình hai cái chảo. Dạ đúng rồi, tụi em chốt đơn kèm hình ảnh. Con này là 316 ngàn, mã là 316 dùm em. Mã là 316, 316 ngàn ạ. Đây nồi chống dính, đẹp ghê không, hai đáy. Rồi em lên thêm cái bình 2 lít nữa nha. Còn tem luôn mọi người. Bình 2 lít, miệng rộng sâu lòng nè. Con này là 226, mã là 226 dùm em. Mã là 226. 316 chốt cho Mai Anh Hà. 316 em chốt cho Mai Anh Hà. Cho em số điện thoại đi ạ. Bên em là chuyển khoản đi hàng. Đơn trên 1 triệu hỗ trợ 50% tiền ship. Cái này size 30, mới em bán cái nha. Một cái lồng nồi pháp. Con này bán cho mọi người là 295, rất là đẹp, mới tinh luôn. 295, mã là 295. Em lên một quánh men màu xanh lá. Con này là size 16, bên trong mới tinh chưa xài luôn, nó bị chóc miếng do vận chuyển nha mọi người. Đẹp lắm luôn nè. Rồi con này em ngân cân cho mình là 150 ngàn, mã là 150, mã là 150. Rồi mấy anh chị mới mua hàng cho em số điện thoại nha. Đây em lên con design and style lòng trắng, size 25 cả nhà, size 25 bắt được từ.
Bé này là 198, mã là 198 giùm em. 198 nghìn, mã là 198 ạ. Mới giờ đẹp vậy. Đây một con chảo Pháp mới. Bé này là size 23, em bán cái nha. Con này mới tinh luôn, 242 nghìn, mã là 242, mới ken xà beng ạ. 242 nghìn giùm em, mã là 242. Rồi em lên một ấm inox sạch sẽ 2 lít nè. Rồi bye bye anh, cảm ơn anh, chúc anh ngủ ngon. Con này là 242, em chốt cho Kiên Giang ạ. 242 Kiên Giang. Con này là 139, mã là 139 giùm em, 139 ngàn. Rồi em Ngân có một cái con nồi inox có tầng nè. Bé này là size 23 nha mọi người, size 23 một nồi inox. Con này là 249, mã là 249 giùm em, 249 ngàn. 242 nhiều người thích quá hả, còn chảo Pháp không lên đi mấy bạn. Còn chảo Pháp không lên, chảo Pháp giùm mình. Bộ qua, bộ dữ luôn á. Rồi em lên một ly cà phê nắp bật nha. Con này bật ngược lên. Đây bật ngược lên như vậy. Ly cà phê nửa lít chứ 64 ngàn, mã 64 giùm em. Mã 64. 139 cho Thọ Phú. 139 là gì? 139 em chốt cho Thọ Phú ạ. Đây chảo chiên trứng nha mọi người, vân đá. Bé này là 83 ngàn, mã 83 giùm em. Mã là 83. 64 em chốt cho Ngô Phương Trâm. 64 của Ngô Phương Trâm. Lên một con chảo Pháp size 30 mọi người. Em này là 264 ngàn, size 30 màu cam nha. Hết rồi, hết rồi. Hết rồi, hết rồi. Cái nào còn thì em sẽ nói nha. Đây em lên một con nồi chống dính siêu to khổng lồ luôn. Con này tầm 6 lít mọi người. Size 28 và sâu lòng là 15 nha. Hai đáy có từ. Chia sẻ ở chế độ công khai và chụp lại màn hình giùm em nha. Đây con này là 417, mã là 417, mã là 47, 417 ngàn. Mã là 47 cả nhà, một cái nồi inox rất là dày còn chống dính nữa. Rồi cả nhà yêu còn cần gì nữa không nè, không thì em ớt nha. Cái ly độ ta, nắp inox mà cái thân thì bằng nhựa nha mọi người, còn có cản đá nữa nè. Rồi cái ly ngổ vậy. Rồi cái ly cà phê 65 ngàn, mã 65 giùm em, mã 65 nha. Mã 65 ạ, à. Đây nó như vậy nè. Mã 65 một ly cà phê. Đây em lên cho mọi người một cái quánh inox size 19 và sâu lòng là 9. Con này có từ luôn nha mọi người. 65 cho Phương Nguyễn. 147 lên ly cute đi, lên bình cute đi. 147, mã là 147 ạ, 147 ngàn. Có từ. Đây em lên mấy cái bình cute nha. Để coi mai tình hình đơn điếc làm sao, xả làm sao mới được. Con này là 66 ngàn, mã 66. Lên chảo sâu lòng trắng, còn chảo sâu lòng trắng không? Sâu lòng thì có mà màu trắng thì không có đâu này ơi. Đây em lên con này 1 lít nha, cái nắp của nó là cái ca nè. Bình này cho công chúa nha mọi người. 74 ngàn, mã 74. Mã 74. Sâu lòng em còn mà vân đá với màu đen không mà, không có lòng trắng đâu. Rồi đưa em mấy cái nhỏ nhỏ đi hả? Rồi ok. Rồi mọi người có cọc à không, để có gì nói riêng đi. Đây em lên một cái con chảo chiên nè. Bé này là size 23. Con này là 66 ngàn. Đẹp nha mọi người, nhỏ xíu luôn, mã 66. Rồi cả nhà yêu còn cần gì nữa không? Không em ốp nha. Anh Trung ngủ chưa, lên bình bận quần đi, để không ai dành. Bình cho bé đi học hả? Chị vừa chuyển khoản. Dạ mọi người chuyển khoản thì chụp lại màn hình giùm em nha. Bình cho bé đi học rồi, ok. Con này là 45 ngàn, mã 45 nửa lít nè. Mã 45. Rồi lên con này, hiệu The Mod ạ, hiệu The Mod. Bé này là 62 ngàn, mã 62 giùm em. Mã 62, 62 ngàn. Đây, bé đi học. Đua xe không? Bé có đua xe không anh? Con này là 58, mã 58. Mã 58, lên chảo lồng đẹp. Đây nè trời. Đây con này là công chúa nè, bé gái nè. Con này là 73, mã 73. Đây chảo vân đá. Bé này là size 25 và sâu lòng là 8 nha. Con này là 103 ngàn, xài bếp ga lòng vậy thôi chứ sao nữa trời. 103 ngàn. Đây làm trứng cuộn 77 ngàn, mã 77. Mã 77 gì nè con. Mã 77 đây nè trời, lòng như vậy thôi, xài bếp ga.
Con này là 101, 101, mã là 101, 103 anh Kiên Giang. Đây bếp ga lòng. Con này là 81, mã 81, mã 81 giùm em. Lên con chảo Pháp size 27 nè. Con này là 183.000, mã là 183, mã là 183. Design and size size 21. Con này là 138, mã là 138. Xả mã 166 đi em cho anh xem lại. Rồi em lên thêm con này. Con này là size 29 và sâu lòng là 9 nha. Đây lòng đẹp đàng hoàng có từ. Con này là 184, mã là 184 ạ, 184.000. Rồi còn bình mặc quần nào không, cho mình cái thì đi ngủ nè. Bé này là size 27 và sâu lòng là 9. U là trời, con này đẹp. Con này em Ngân bán, con này em Ngân bán cái nha mọi người. Cái này bán cho mọi người là 190.000, mã là 190, rất là đẹp. Mã là 190. 184 em chúc cho Đoàn Gia Lợi ạ. Bên em là chuyển khoản đi hàng nha. Đơn trên 1 triệu hỗ trợ 50% tiền ship ạ. Rồi cả nhà cần gì comment em Ngân lấy cho mình nha. Lên một cái bình chấm bi nửa lít mọi người. Con này là 75.000, mã 75. Mã 75. 190 em chốt cho anh Kiên Giang nè. 190 em chốt cho anh Kiên Giang. Đây em lên một cái chảo cuộn trứng nha. Có từ 94.000, mã 94 giùm em. Đây lòng ok. Mã là 94, mã là 94 ạ. Bình 1 lít nha mọi người, bình 1 lít. Thêm chảo inox, còn chảo inox ôm lên thêm đi. Chảo inox có nắp giống nãy á. Đây, cái này mở đây nha mọi người, mở đây cũng được luôn nè. Rồi bé này là 91.000, mã 91 giùm em. Mã là 91, 91.000. Rồi còn gì nữa không? Rồi em nhắc lại lần nữa, ngày mai nhân viên sẽ chốt đơn cho mình 73 cho Trung Mỹ Luân. Ngày mai nhân viên sẽ chốt đơn cho mình vào tin nhắn Facebook Messenger nha. Mọi người thấy đúng thì chuyển khoản em đi hàng. Đơn trên 1 triệu sẽ được hỗ trợ 50% tiền ship ạ. Con này là 70.000, mã 70, một cái ly cà phê màu cam có cản đá. Mã 70 giùm em. Mã là 70 ạ. Rồi con này là 36.000, mã 36, lon cà phê nha. Mã 36, 36.000. Còn sớm hả? Còn sớm không? Đây em lên con này, bỏ đi. Ừ. Đây em lên cái chảo size 26 nha, size bếp ga mọi người. Em này là 119.000, mã là 119 giùm em, màu vàng 119. 36 cho Ngô Phương Trâm. 36 em chốt cho Ngô Phương Trâm. Lên thêm bình nước nha các bạn, bình 1 lít đẹp đẹp rồi đâu hết rồi. 36 cho Ngô Phương Trâm. Rồi em lên bình nước. Con này là 73.000, mã 73. Mã 73 full inox luôn nha mọi người. Mã là 73. Đây em có bình Zoji Rusi 1 lít. Con này là 111, 3 số 1 giùm em. 111.000, mã là 3 số 1, loại 1 lít nha. Đây Zoji Rusi có dây đeo màu xanh. Con này là 99.000, mã 99 giùm em. Mã là 99, 99.000 à. Dây đeo luôn nè, mã là 99. Bình nắp bật 1 lít nha mọi người, hiệu Tiger. Rồi con này là 88.000, mã 88 giùm em Ngân. Mã 88. Cho em mấy cái nồi nhôm đi, cho em mấy cái nồi nhôm. Rồi cả nhà cần gì comment em Ngân lấy cho mình nha. Con này là 38, mã 38. Lấy chảo đi Di, lấy chảo đi. 38.000, mã 38. Mã 38, còn bình nước nửa lít cho bé đi học không em. Đấy, bình màu xanh được không anh, nửa lít nè. Con này là hiệu Themos nha. Đây em lên con này. Con này là 75, mã 75. Mã 75 giùm em, 75.000 nửa lít luôn nè. Lên mấy cái bình cute cho bé đi học giùm mình coi. Đây em lên một cái nồi nhôm nha, mới đẹp luôn. Bé này là size 23 và sâu lòng là 11 nha mọi người. Mới tinh luôn nè, chưa gắn nắp nè. Cái này em bán 130.000, mã là 130 giùm em. Mã là 130. Đây bình cho bé đi học nè chị Mỹ Luân. Con này 130, mới chưa gắn nắp nha mọi người. Mã là 130, đẹp quá trời luôn, mới tinh. 130.000, mã là 130 giùm em. Đây bình cho bé đi học thì em có hai con này. Ultraman nha, màu xanh có tay cầm. Con này là 80, mã 80. Mã 80 giùm em, 80.000. Bình bận quần hết rồi. Bình bận quần hết rồi ạ. Chảo lồng vàng nha. Trời phía sau có hình nữa nè. Con này là size 28, 184, mã là 184 giùm em.
184.000, mã là 184. Rồi đây, đích hoa đẹp ghê chưa, mới tinh. Con này em bán cái nha. Bé này là size 30 em bán cái ạ. Rồi cái chảo đẹp này là 225.000, đẹp quá chừng trời. Mã là 225 giùm em, 225.000. Đây em lên thêm vài cái chảo nữa nha. Con này là chảo nhôm, size 27 và sâu lòng là 7 nè, có từ. Con này là 225 cho Kim Giang. Con này là 188, mã là 188 giùm em, nhôm bắt từ nha. Mã là 188, lòng đẹp luôn. 225 của anh Kim Giang. Hết 3G nữa rồi, thôi ngủ luôn đi. Cái này là size 29 nè. Bé này là 121, mã là 121 giùm em. Mã là 121. 188 cho Kiên Giang. 188 Kiên Giang, con này cũng đẹp luôn, size 29 lòng đẹp nè. Con này xài bếp ga 117, vỏ đẹp mà lòng đẹp luôn nha. 188 của Kiên Giang rồi ạ. 188 của Kiên Giang. Đây em lên thêm con chảo size 30 xài bếp ga. 116, mã là 116, có miệng gót xài bếp ga nha. Có bình éo xà, có éo xà nãy có một cái rồi. Nãy mình có cái bình éo xà kìa Vy. Đây con này màu hồng 88.000, mã 88. Đây éo xà. Trời đất ơi cái bình mà bây giờ mà đòi đúng người luôn á. Con này là 74.000 anh, mã 74 éo xà và anh nè. Mã 74 giùm em. Khổ thiệt chứ có bình éo xà không. Rồi ok được chưa mọi người. Còn ai thiếu gì nữa không? Bé này là size 28, chảo vân đá bếp ga nha. Con này là 120, mã là 120. 74 cho Trung Mỹ Luân, 74 cho Trung Mỹ Luân nè. Rồi con này là size 26 nha. Đây màu vàng gold luôn, bếp ga. Con này lòng đẹp 120, mã là 120 ạ. Ngủ chưa được, kiếm con thật đẹp nữa. Rồi ngủ hả? Rồi lên thêm chảo đi mấy bạn. Sao mấy bạn sao vậy? Bữa nay sao vậy? Muốn về sớm hay sao? Trời đất ơi, cứ đứng lên thôi. Ai buồn ngủ đi về trước đi mọi người. Trời bán mà tinh thần gì trời. Đây em lên con này. Con này là size 27 nha, có từ luôn. Đây đẹp chưa. Bé này là 131, mã là 131 ạ. 131.000. Đẹp ghê chưa, lòng quá trời. 131 giùm em, mã là 131. Đây em lên thêm con Belkina size 27. Em này xài bếp ga nha, lòng của nó nè. Rồi con này là 124, mã là 124 giùm em. 124. Anh cũng mới bán về vậy hả? Bán được không anh? Đắt không? 131 cho Kiên Giang. Rồi con này size 25, chảo này lồng mới luôn, cốt nhôm nha, con này chảo mới luôn á. 131 Kiên Giang, con này là 157, mã là 157 ạ. 157, 124 anh Việt Anh. Đây thêm con này. Con này là size 27, đẹp luôn nha, có từ. Con này là 177.000, mã là 177, 177 giùm em. Mã là 177. 157 cho Kiên Giang. Đây em lên thêm con chảo nhôm lòng đẹp size 21, bắt được rồi. Bé này là 91.000, mã 91, mã 91 giùm em. Đây, chảo lòng đẹp nhiều lắm, size 26. Đây, ten ten nhưng mà xài bếp ga nha, lòng rất đẹp. Con này là 112, mã là 112. Mã là 112, 112.000. Rồi em lên thêm con này size 28 và sâu lòng là 6 nha. Bé này là 173, mã là 173 giùm em, 173.000. 112 cho Kiên Giang. 91 cho Ngô Phương Trâm, 91 cho Ngô Phương Trâm. Em lên con chảo xịn size 27 mọi người. Đây, xịn chưa? Lòng rất đẹp nha, bắt được từ. 203, mã là 203. Mã là 203. Lại tới giờ này buồn ngủ đem ra cho nó tỉnh ngủ ai. Con này là 121.000, mã là 121. Mã là 121 giùm em, 121.000. 203 chốt cho anh Kiên Giang. 203, con này lồng kim cương size 26, lồng đẹp và có từ. Em này là 128.000, 128 có từ nha, mã là 128 giùm em. Rồi em lên thêm cho cả nhà con này size 21 và sâu lồng là 5. 91.000, mã 91 ạ. Mã 91, 91.000. Mã là 91. Rồi em lên con chảo kim cương size 27 xài bếp ga nha. Bé này là 125.000, lòng đẹp bếp ga. 125, mã là 125. Em chào chị Linh Đào nha, chào mọi người mới vô. Con này là size 26, sâu lòng là 6. Đây, có từ luôn, màu đỏ. Em này là 154, mã là 154 giùm em, 154.000.
mã là 154 nè. Rồi bé này là size 20, sâu lòng là 5, có từ 91.000, mã 91, mã 91 có từ, mã 91 à, 91.000. Con này màu bạc mới tinh, cái này chắc bán cái quá. Con màu bạc này em Ngân bán 120 nha, đẹp, 120.000, mã là 120 giùm em. Mã là 120. Rồi em lên một bình inox nắp tím cho cả nhà. Bé này là 87, mã 87 giùm em, nắp tím hai khóa nha. Mã là 87 à, mã là 87. Em có một con chảo thép size 30 mọi người. Có từ, cái này giống như là để nướng á. Đây nó như vậy nè, nó giống cái dĩa. Rồi cái con thép nướng này là 410.000, mã là 410. Mã là 410, chảo nướng nha mọi người. Mã là 410 à, 410.000. Rồi ok, em Ngân chúc mọi người ngủ ngon mơ đẹp nha. À, ngày mai sẽ có nhân viên chốt đơn cho mọi người. Mọi người thấy đúng thì chuyển khoản em đi hàng. Đơn trên 1 triệu hỗ trợ 50% tiền ship. Tạm biệt mọi người. Thứ ba em mới like lại ạ. 410 cho Nhất Vinh. Rồi bye bye. Ủa mọi người sao vậy? Đang